Rồi. Hôm nay là cái ngày sáng hôm nay bắt đầu ngày 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 quốc tang, nhưng mà chúng ta vẫn là cái chúng ta làm cái này thì nó không liên quan lắm, không không bị hạn chế nhé, vẫn là bình thường. Thì hôm sau hôm nay là ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn những lớp chúng ta cũng theo tôi chúng ta dành khoảng vài giây chúng ta tưởng niệm một chút, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhé. Thì chúng tôi sẽ hôm nay tôi sẽ giải lần lượt là trong cái vòng khu vực của bảng A đấy, thì có 5 bài. Thì tôi cứ xếp mà theo thứ tự ngẫu nhiên thôi. Và tôi sẽ lần lượt là giải tất cả các bài này. Thì ý tưởng là tôi sẽ giải tôi trình bày vì tất cả các bài tập này đều là các bài theo hướng là giải toán hết, toán mẹo hết. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau giải theo nghĩa là toán của nó một chút. Và tôi sẽ cứ đưa giải của tôi đưa ra là dưới cái dạng là lập trình bằng mã giả. Thì tôi không không lập trình chi tiết nhé. Thì các bạn về nhà các bạn sẽ lập trình chi tiết theo cái thuật toán hay theo cái lời giải mà tôi đưa ra ở đây. Thì về nhà các bạn cứ làm tiếp. Nếu mà làm mà trong quá trình làm có gì nó trục trặc thì chúng ta sẽ bàn sau, các bạn cứ hỏi đưa lên nhóm nhé. Thì bài đầu tiên là cái bài là bài mang tên là đồng hồ. Đấy. Thì bài này như sau. Nôm na là chúng ta hiểu là cái thời gian, khi mà thời gian sẽ tính theo giây nhé, và chúng ta hiểu là thời gian bắt đầu một thời điểm, bắt đầu thời điểm là không giây, tức là ứng với là 00000. Thì ba cái này là cái đầu tiên là số giờ, là số là phút, số là giây. Và như vậy là mỗi một cái thời điểm, thời gian tính bằng giây từ thời điểm bắt đầu này thì nó sẽ được thể hiện bởi ba con số và hiện ra trên màn hình như là một cái số ký tự gồm có 6 ký tự, đúng không? Với giờ thì có 2 ký tự, với phút có 2 ký tự và giây có 2 ký tự. Thì bài đầu bài là như sau. Đầu bài là tại thời điểm n giây cho trước, tính xem là cái tôi nói luôn nhé. Tức là cái thời gian ấy, cái thời điểm thời gian được gọi là đặc biệt. Nếu như mà là cái số ký tự này, số ký tự này đều khác nhau từng đến một, không có chữ nào giống số nào nhé. Ví dụ là 01, 23, 45 này, 16, 45, 23, đấy, nó là đặc biệt. Còn những cái mà có hai chữ số giống nhau thì người ta không đặc biệt. Ví dụ như là 03, 27, 30 thì như vậy nó về hai số 0, như vậy là không được. Như vậy nó phải là khác nhau từng đến một. Thế thì như sau này, cho trước thời điểm n giây cho trước, n ở đây là nhỏ hơn là 864000, thì 864000 là cái gì? Đây nó là cái là thời điểm nó tính là 24 giờ trong một ngày đấy, một ngày. Như vậy thời gian là tính trong một ngày, trong 24 tiếng ấy. Thì hỏi rằng bắt đầu thời điểm này thì thời điểm đặc biệt trước và sau nó gần nhất là bao nhiêu giây? Đấy. Thấy chưa? Bên này là bài dễ nên không khó, không khó đấy. Cho trước số n nhé. N là nằm trong cái khoảng này, tức là 0 nhỏ hơn bằng N, nhỏ hơn bằng là 86400, và tính cái thời điểm sau đó là bao nhiêu giây hoặc trước đó bao nhiêu giây thì cái thời điểm đó là thời điểm đặc biệt. Đấy. Các bạn hiểu chứ nhỉ? Khi hiểu cái bất cứ một cái bài tập nào chúng ta phải hiểu cái đề bài đã nhé, sau đó chúng ta mới làm được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được cùng nhau làm với cái bài này nhé. Đây tôi xin phép được. Chúng ta sẽ làm nhanh được những bài này theo tôi, nó không khó đâu. Chúng ta bài nào khó tôi sẽ dừng lại lâu hơn. Còn những cái bài này, cái bài đầu tiên này là bài theo tôi nó không khó nhé. Chúng ta cùng nhau làm. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta chú ý là chúng ta input của chúng ta là cái số n. N. Đầu bài của chúng ta theo đầu bài là n là 0 nhỏ hơn bằng n và nhỏ hơn là 86 đúng không? Đây tôi xem lại cái số đó. Đây, đầu bài của chúng ta là 86400, nó là cái gì? Nó chính là cái thời gian, cái 8640 là cái gì? Đợi thêm một chút, cái con tròn này nó. Đấy, 86400. Như vậy là cái 86400 nó chính là cái thời gian là bao nhiêu, là 24 giờ nhân với 60 phút và nhân với 60 giây. Đây là cái nó chính là cái số giây
trong một ngày. Được chưa? Đó. Thì đầu bài là như sau, cái đầu bài của chúng ta là như sau. Cái đầu bài của chúng ta là như thế này. Đầu bài là cho trước cái đầu bài là như sau. Đầu bài là cho trước N. Cho trước N nhé, cho trước N cần phải tính cái số T nhỏ nhất sao cho sao cho cái thời điểm lại hoặc là N cộng T hoặc là N trừ T là cái thời gian đặc biệt, là thời gian đặc biệt, được chưa? Đấy, hoặc là cái này, hoặc là trừ, hoặc là cộng, hoặc là trừ, được chưa? Thế nào đặc biệt? Thời gian đặc biệt là cái thời gian mà với một thời gian, ví dụ là với một cái thời gian nào đó, với một cái t không nào đó nhé, thời gian nhé, thì nó sẽ được tương đương với là một cái sâu sáu ký tự, kiểu như là h là giờ, đúng không? Sau đó là phút, phút tôi kêu là m nhé, phút và giây, như vậy là sáu ký tự. Thì thời gian là đặc biệt khi và chỉ khi là các ký tự này là phải khác nhau từng đôi một. Cái tôi kêu này là st thời gian đi, st bằng, thì là cái st là phải là các ký tự của st là khác nhau từng đôi một. Đấy, thì nó đặc biệt nhé, khác nhau từng đôi một. Đấy, thì như vậy đầu bài là như vậy thôi. Thì như vậy là chúng ta thấy cái việc mà cho trước một thời điểm t0 mà tính xem là tính được ra cái sâu này là dễ này đó. Còn cái việc kiểm tra nó là đặc biệt hay không thì cũng là dễ. Chứ cái bài này bài ta thấy đọc đề bài thế này là dễ hiểu ngay. Bây giờ chúng ta mô tả cái thuật toán nhé, là như nào. Đây, là như này, mô tả từ ý tưởng trên chúng ta sẽ tìm được kim, chúng ta sẽ mô tả thuật toán dưới cái dạng là nhé, chúng ta mô tả cái sơ lược thuật toán nhé. Thuật giải vì nó cũng khá đơn giản, các bạn chú ý nhé. Đó, thì như sau này, chúng ta làm cho chúng ta chỉ việc là cho chiếc n, sau chúng ta cần hai cái biến t1 và t2, t1 là tiến về phía trước, t2 tiến về phía sau. Thì với t1 chúng ta sẽ tiến về phía trước, chúng ta tìm thời điểm gần nhất để mà nó là đặc biệt, xong dùng sau đó là tìm t1, sau đó đặt t2 bằng 0 và lùi về đằng sau, tìm thời điểm gần nhất để nó là đặc biệt, xong so sánh t1 và t2 và ra đáp số ngay. T1 nhỏ hơn t2 thì ra là đáp số là t1, còn t1 lớn t2 thì ra đáp số là t2. Như vậy là tính thời điểm gần nhất ở phía trước hoặc phía sau thời điểm n, được chưa? Bây giờ mô tả như sau này, là input của chúng ta là n, được chưa? Rồi, cạnh là lệnh hai nhận cho ta đầu tao tiến phía trước là cho đặt t1 là thời điểm tiến phía trước, đặt bằng không nhé, đặt bằng không. Sau đó chúng ta là lặp liên tục tăng cái t1 lên cho đến khi nào mà n cộng t1 là đặc biệt. Thì tôi viết sao, tôi viết dùng lệnh là repeat until, tức là lặp cho đến khi nào mà n cộng t1 là thời gian đặc biệt. Tôi dùng nghiệm này cho dễ nhé. Đó, lặp chừng nào cho đến cái này thì như sau. Thì với những xe như sau nhỉ, chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Nếu mà if mà n cộng t1 không là đặc biệt nhé, không là đặc biệt, thì chúng ta tăng t1 lên một đơn vị. Đấy. Thì sau cái lệnh này, thì nó sẽ dừng lại khi mà t1 là cái thời điểm đầu tiên mà n cộng t1 là đặc biệt, được chưa? Đó. Nhưng mà sau cái đoạn này là chúng ta tính được cái thời điểm gần nhất ở bên phải, tức là đằng sau n. Đầu bài nó yêu cầu tính cả đằng sau không chữ. Đầu bài nó tính cái gì? Yêu cầu thí sinh là tìm thời điểm đặc biệt gần thời điểm này nhất, có thể trước hoặc sau. Đấy, nhớ câu này nhé. Đó.
phải chúng ta chú ý. Như vậy cái đoạn chương trình này là tính cái thời điểm đặc biệt ở phía sau. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục, chúng ta tính thời điểm đặc biệt ở phía trước nhá. Chúng ta lại bấm lên để chúng ta gõ. Chúng ta như sau, chúng ta đặt ở đây, chúng ta đặt là T2 bằng 0. Đấy. Và chúng ta lại là lặp repeat until là n trừ T2 là đặc biệt, là đặc biệt. Thì dừng lại. Nếu mà tôi đặc biệt. Và cho chúng ta kiểm tra if n trừ đi T2 không là đặc biệt, nếu nó không là đặc biệt. Đặc biệt thì chúng ta sẽ giảm T2 đi một đơn vị, T2 bằng T2 chỉ một. Đấy. Và cuối cùng này chúng ta sẽ output ra chúng ta sẽ output ra cái thời gian là minimum output áp số là minimum của T1 hoặc T2. Đấy. Đây chính là cái gọi là cái thuật toán, là cái mô tả cái lời giải. Đấy, thì bây giờ tới đây là xong rồi đúng không? Bài này bài dễ mà, thì nhưng mà các bạn có thấy khó, chứ chỉ khó thì chúng ta sẽ phải kiểm, đây nó có cái một cái hàm hay một cái lệnh kiểm tra xem là như vậy cái thời gian này nó là T1, cái thời gian này nó có phải là đặc biệt hay không. Nhưng mà cái bài toán này thì suy ra như sau là nếu chúng ta đây là lời giải gọi là sơ lược thôi, còn chúng ta muốn chi tiết ra thì chúng ta phải làm như sau. Bây giờ tôi mô tả nhanh thì gọi là cứ nôm na gọi là chi tiết hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chi tiết hơn thì như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ mô tả chi tiết hơn thuật toán, chi tiết hơn thuật toán trên nhé. Thì làm như sau, chúng ta sẽ phải cái lõi của nó là phải kiểm tra xem được là cho trước cái hàm chính là cho trước cái thời gian t bất kỳ đó. Bây giờ cần kiểm tra xem t có là đặc biệt hay không. Đấy, có là đặc biệt hay không. Đấy. Đây cái hàm này là hàm chính này. Thì cái hàm này là chúng ta theo tôi có thể các bạn viết thành một hàm cũng được, thủ tục hoặc tách làm hai cũng được. Tôi làm việc tôi làm thử tách làm hai nhé. À, chúng ta sẽ tách làm hai thủ tục. Một tách làm hai, chúng ta sẽ tạo ra hai thủ tục đi. Tạo ra hai hàm hay là hai thủ tục, hai hàm đi. Hàm 1 là hàm tôi biết là dùng cái tự là hàm 1 là hàm sẽ cho trước t và tính cái sâu ký tự gồm 6 ký tự mô tả cái thời gian được mô tả trên đồng hồ, mô tả thời gian là giờ phút giây của cái thời hàm t nhé. Thì đọc hàm mà một cái kiểu tức là tính kiểu gạch ngang tính thời gian đi, đầu vào là t như này đó. Hàm này là tính sẽ trả lại như sau, hàm này sẽ trả lại cái biến kiểu là st đi. ST chính là HH phút và giây. Hàm này trả lại cái sâu ký tự. Trả lại cái sâu là 6 ký tự. Được chưa? Đấy, cho nên như mình tính thay. Thì cái hàm này rất là dễ, thì tôi sẽ nói sau nhé. Hàm thứ hai là cho trước cái sâu ST là 6 ký tự, chúng ta kiểm tra xem cái sâu này có đặc biệt hay không. Đặc biệt gì? Đặc biệt tức là các ký tự phải khác nhau từng đôi một. Hàm hai tôi kêu đặt tên là cái hàm thứ hai là hàm gì, hàm là tính thời gian đặc biệt, tôi kêu như là t thời gian gạch ngang đặc biệt, đầu vào của nó là một sâu st là một sâu cùng 6 ký tự. Cái hàm này là kiểm tra xem cái sâu st có là đặc biệt hay không. Biệt hay không. Thì cái hàm này chúng ta sẽ, đây tôi sẽ làm như sau. Cái hàm này, cái hàm trên thì dễ rồi, hàm trên đầu vào là T, đầu ra là ST thì dễ rồi. Hàm thứ hai đầu vào là ST, đầu ra là gì? Đấy. Đầu ra chúng ta phải có một cái biến thì chúng ta mô tả cái đầu ra thì đầu ra như sau, cái đầu ra của nó như sau. Cái đầu ra là cái output của hàm này là cái output là một cái biến là gọi là biến gọi là KQ đi. Đấy. Thì KQ sẽ bằng là 1 nếu ST không là đặc biệt. FT là đặc biệt. Còn bằng 0 nếu ST
không là đặc biệt. Nếu tính năng thằng em nhiễm nữa thì chúng ta quan sát kỹ để chúng ta làm nhé. Như vậy là hai cái hàm này là làm khoảng hai hàm theo tôi là dễ nhé, hai hàm của tôi là dễ. Hai cái hàm này các bạn về nhà làm nhé, vì nó không khó một chút nào cả, nó rất đơn giản. Các bạn chú ý một chút cho tôi thôi, hai cái hàm này là dễ, nhưng mà nó chỉ cố ý cùng một chút cái hàm t này này, vì t là thế ra bất kỳ, cho nên là đầu bài của chúng ta, đầu bài của chúng ta nó chỉ, chúng ta chỉ muốn có trong một ngày thôi, cho nên là trước khi mà chuyển cái t này sang st này chúng ta sẽ làm như sau. Tôi phải để hết chỗ được chưa. Chúng ta chú ý nhấn lại một chút nhé, để tôi trước khi tôi chúng ta sẽ dùng hai cái hàm này, hai thủ tục này này để chúng ta mô tả lại cái thuật toán này. Nhưng mà hàm là trước khi mô tả tôi sẽ nói nhanh này, tôi sẽ nói nhanh nhé. Hay có lẽ tôi sẽ đợi một chút, có lẽ tôi viết luôn nhanh cho các bạn luôn, nhanh thôi được đấy, các bạn bây giờ làm nhé. Nhưng mà tôi chú ý một chút thôi, chú ý vì đây có thể nó dẫn cái sai chỗ này, là chỗ mà nhiều bạn sẽ bị sai. Chú ý một chút về cái hàm nhé. Nhắc lại cái hàm đầu tiên là cái hàm có tên là tính thời gian, đầu vào của nó là t, một cái số t bất kỳ, và output của ra là một cái biến st, chính là cái thời gian, chính là cái sâu thể hiện trên màn hình. Cái tên này, cái hàm theo này tính ở trong chương trình của chúng ta chính là cái tính, khi chúng ta tính là n cộng t1, n trừ t2 đó. Thì cái tên của chúng ta là chúng ta quy định nằm trong khoảng từ 0 cho đến là hết một ngày, đây là 4.000 bao nhiêu đấy. Chúng ta quy định lại là chúng ta luôn tính trong cái khoảng thời gian là 686400 nhé. Tôi lấy ví dụ, tôi cho n là một cái số rất lớn, sát với cái số này. Như vậy khi cộng lên thì nó vượt quá cái này thì làm thế nào? Khi mà vượt quá cái nhỏ hơn, chúng ta sẽ phải lấy cái phần nguyên của nó. Đấy, cho nên chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta chú ý các bạn này. Chú ý khi làm bài này thì trước khi mà chúng ta làm, chúng ta phải làm như sau. Với bài này nhé, thì chúng ta khi mà chú ý khi làm cái hàm này, chúng ta sẽ phải cần biến đổi là t bằng t1 nhé. 1 là 86400 trước khi tính, để cho thành nhỏ hơn, vì với t bằng 0 và t bằng 8640 cũng là như nhau mà, chúng ta sẽ phải mốt, là chúng ta phải lấy phần dư của nó, chứ cái này là cần thiết này. Đó. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hai cái hàm này, sử dụng hai cái hàm trên nhé. Hàm một là hàm tính thời gian t, và đầu ra sẽ là st. Hàm thứ hai là hàm thời gian đặc biệt, đúng không? Đầu vào là cái chính cái st này, và đầu ra là cái biến kq. Nếu kq bằng 0 thì là nó không đặc biệt, kq bằng 1 thì là đặc biệt, được chưa? Chúng ta sẽ dùng hai cái hàm này, chúng ta viết lại cái thuật toán chính của chúng ta, nhưng mà tôi viết lại nhé. Và các bạn sẽ về nhà, các bạn làm, các bạn sẽ phải viết hai cái hàm này ra, nó dễ không khó, và chúng ta sẽ làm lại cái thuật toán để mô tả đến là đủ chỗ không. Được rồi, hiện tôi sẽ mô tả chương trình chính của chúng ta ở đây nhé. Tôi sẽ tất cả các bài tập trong phần này chữa tôi sẽ mô tả bằng mã giả thôi, chứ tôi không viết bằng chương trình Scratch đâu, cho nó mất thời gian lắm. Tôi sẽ mô tả luôn là cái lời giải chính thức luôn nhé. Bài 1 tức là bài đồng hồ đấy. Thì bài này tôi để số 1 vì bài này là bài theo tôi là bài dễ nhất trong tất cả các bài. Trong tất cả năm cái bài vòng khu vực ấy, thì bài này là bài dễ cả. Được rồi, tôi sẽ mô tả cái lời giải của nó là như sau nhé. Đây, đầu tiên là input này. Chúng ta cứ viết lần lượt theo lệnh mà thôi. Input là n. Thấy chưa? Bây giờ sau đó chúng ta phải làm như sau. Chúng ta phải
đặt cái biến KQ. Ban đầu chúng ta đặt KQ bằng 0. Được chưa? Sau đó chúng ta tính là một là đầu tiên chúng ta tính từ phía trước chúng ta tính là T1 bằng 0. Đấy, được chưa? Sau đó như sau chúng ta sẽ repeat until, không phải until until gì? Until mà gặp KQ bằng 1 thì dừng lại. Đấy, gặp KQ bằng 1. Đấy, bằng 1 thì dừng lại. Thì cái này nhá, thì khi các cái một thì chứng tỏ là cái thế ăn là n cộng t một, nó là đấy rồi, nó là đặc biệt rồi, thì chúng ta làm tính như sau. Đầu tiên chúng ta tính dùng hàm này nhé, tính thời gian của n cộng với t một. Đấy, cái hàm này là cái hàm để ta biến đổi cái n cộng t một, thời điểm n cộng t một về phía trước đó, đổi sang trả về cái biến là st, thấy chưa, trả về cái biến là st. Ta để đây nhé. Rồi. Đấy. Sau đó chúng ta kiểm tra tiếp. Chúng ta sẽ kiểm tra cái hàm là gì, là chúng ta sẽ lựa chọn cái hàm là thời gian đặc biệt của ST. ST này là đầu ra của cái hàm trên nhé. Thì sau cái lệnh cái hai này KQ nó trả lại là bao nhiêu bằng 0 thì nó là, thì là nếu bằng 0 chúng ta phải đi tiếp. Còn nếu bằng 1 chúng ta dừng lại. Đây chúng ta có lệnh tiếp ở đây là gì? Là nếu if mà KQ bằng 0, tức là cái thời gian T1 nó không là đặc biệt, thì chúng ta tăng cái T1 lên một đơn vị. Còn nếu mà KQ bằng 1 thì dừng lại, nên cái dừng lại. Và T là kết thúc. Như vậy tới chỗ này là chúng ta sẽ đã gì? Tới chỗ này là chúng ta đã kết thúc cái vòng thứ nhất, tức là kết thúc cái chuyện là tính thời gian mà T1 đằng sau cái n đặc biệt. Chúng ta sang vòng 2 chúng ta phải làm lại, chúng ta phải xong đặt lại là KQ bằng 0, đặt T2 bằng 0, xong chúng ta lại repeat như trên đây, repeat until, đúng không? Until là KQ bằng 1 thì dừng lại, được chưa? Xong chúng ta lại làm lại như trên, để tôi một chút, tôi sẽ kéo xuống, được chưa? À, chỗ này nó lại còn chỗ đấy nhé. Còn chỗ thì chúng ta sẽ làm tiếp cái này. Rồi, làm như sau. Chúng ta sẽ phải, đầu tiên chúng ta là phải tính cái thời gian của n trừ T2 nhé. Ở trên là cộng, trên là trừ nhé. Tính trước, tính này phía sau. Sau đó chúng ta tính tiếp kiểm tra cái hàm là thời gian đặc biệt. Kiểm tra xem là cái ST này. ST là đầu ra của cái hàm trên. Kiểm tra xem T2, n trừ T2 có đặc biệt không. Thì chúng ta kiểm tra nếu mà KQ bằng 0 là không đặc biệt thì chúng ta tăng T2, cho giảm đi, T2 bằng T2 chỉ. Thì hết chỗ này là cho tính xong T2. Và đoạn cuối cùng chúng ta sẽ làm tiếp một chút là xong. Đoạn cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta đưa ra cái đáp án là gì? Là min của T1, T2, tức là gì? Ở đây, cho làm tiếp ở đây đến xong là if T1 mà nhỏ hơn T2 thì chúng ta output ra là T1, còn ngược lại else chúng ta output ra T2. Đó. Thì như vậy đây là kết thúc cái lời giải của bài 1 nhé. Đấy, chưa thấy, các bạn thấy như mà tôi đang chiều chồm ra cả hai trang đấy nhé. Đây như vậy đây là chính thức đây nhé, chúng ta chú ý nhé. Đấy, đây này đây. Tôi thu nhỏ lại cho ta hình dung. Đấy, chính là cái lời giải nhé. Bây giờ chúng ta sang bài số 2. Chúng ta sang bài số 2. Vừa đấy là bài 1 nhé. Bây giờ chúng ta sang bài 2. Bài 2 đây là bài 2 đây. Bài 2 là chỗ này. Con trỏ chuột đâu rồi? Nó hay đơ hay. Sau đó mất con trỏ hết đây rồi. Mất. Được chưa? Hai. Bài 2 là ở đây nhé. Bài 2 từ đây tôi sẽ. Đấy, bài 2 là bài là số thứ tự n. Đấy. Bài 2 như sau này. Trong dưới có quy luật là 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51. Đấy. Đầu vào số n với thời gian là nhỏ hơn bằng 18. Thời gian là. Rồi. Và cho trước số n tính xem cái số thứ tự thì n ở đây là bao nhiêu, cái ký hiệu số đại thí nghiệm tức là a1 a2 a3 a4 a5 a k bất kỳ, thì cái t
tính là AN là bao nhiêu, đưa cái quả ra về A5 là 1 này 2 3 4 5 5 là 27. Vì N bằng 6 thì nó là 38, N bằng 7 thì nó là 51, được chưa? Thế nên là đây là cái đấy, được chưa? Thì bài này nếu mà các bạn mà làm nhiều bạn thấy đây nó có cái câu như này là ràng buộc này, 5% số test khác ứng với này đã khá như thế. Tức là nó nôm na là người ta đưa ra là nếu mà cái N mà nó nhỏ ấy thì được bao nhiêu điểm, N mà lớn hơn thì bao nhiêu điểm. Tức là nôm na là người ta đưa ra các cái test chia làm hai loại, một loại là với N đầu vào là bé, loại thứ hai là với đầu vào là lớn. Thì ý nghĩa cái này gì? Ý nghĩa của câu này là gì? Chẳng qua là một gợi ý cho cái người giải A cái bài này là bài phải chú ý nhé. Bài này là lời giải đặc biệt lắm đấy. Lời giải của nó là nếu chúng ta không cẩn thận là ta phải trừ điểm đấy. Đấy, ý tưởng là như vậy. Nhưng mà bài này phải có một lời giải đặc biệt. Phải biết cách giải, phải làm giải đúng mẹo mực thì nó mới được điểm tối đa. Còn lời giải như bình thường là không điểm tối đa. Thì đây là một dạng mẹo thôi. Thế thôi là mẹo. Không hay lắm nhưng không được. Bài trên không hề có nhé, bài trên không hề có câu là ràng buộc gì đó nhé. Đây, nhưng bài trên là cái bài ta giải một lần là xong. Còn bài dưới là chúng ta phải chú ý hơn. Tất cả các bài mà các bạn thấy có cái từ là ràng buộc ấy, bao nhiêu phần trăm nó là cái đấy, nó chỉ là cái câu chữ thôi. Bao nhiêu phần trăm với N như này được bao nhiêu điểm, bao nhiêu phần trăm như này bao nhiêu điểm. Chẳng qua những bài như này là những bài mà ý của những người ra đề nói rằng bài này có một cái lời giải đó mẹo mực mà rất là nhanh. Còn lời giải bình thường ấy, bình thường thì nó sẽ không nhanh. Thật ra là với học sinh tiểu học thì làm lời giải bình thường cũng tốt rồi. Nhưng mà đây người ta thích mẹo mực. Nói chung là cái bảng A này bảng nhiều mẹo mực. Mà thật ra tôi bảo là tôi không thích lắm cái mẹo mực này. Cái gọi là ở cái bảng A này nó thuần túy là giải toán đấy mà. Chứ nó thật là mẹo. Còn ở cấp 2, cấp 3 ở trên ấy, khi mà làm cái con làm các bài tập ở bảng B, bảng C thì nó là thuật toán thì nó khác hẳn nhé. Thuật toán này nó có tối ưu hay là không ở thời gian thì nó lại khác. Với các test này nếu mà làm lời giải không tối ưu thì nó được điểm, không được điểm tối đa. Còn cái ở chỗ này nó chỉ là mẹo thôi chứ không thể dùng nó là lời giải hay được, nó chỉ là mẹo thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái bài này mà chúng ta sẽ giải nó nhé. Bây giờ chúng ta phân tích một chút này thì các bạn thấy nhé, như vậy là cái lời giải này chúng ta chú ý này, chúng ta cùng nhau phân tích cái lời giải này, phân tích cái bài tập này, cái chúng ta cùng nhau nhé. 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51. Chúng ta lấy cái hiệu của chúng. 6 trừ 3, 11 trừ 5 cho thấy đây chỗ này là hiệu là 3 đúng không? Đây là hiệu là 5 này. Đây là hiệu là 7 này. Hiệu đây là 9 này. Hiệu này là 11 này. 13. Như vậy cái hiệu của chúng là gì? Là các số lẻ liên tiếp 3, 5, 7, 9, 11. Như vậy là đây là cái dãy số như sau. Số là dãy số là có quy luật như sau. Là số hạng đầu tiên là 3. Và các số hạng tiếp theo sẽ theo quy luật là hiệu của số trước lần lượt là các số lẻ liên tiếp 3, 5, 7, 9, 11, 13. Đấy, như vậy là chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Như vậy như sau nhé. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút, chúng ta thấy ngay cái chúng ta vì chúng ta tìm lời giải này. Đấy, lời giải nhé, lời giải chúng ta tìm quy luật của dãy trên nhé, dãy trên đúng không nào, 3 này, 6 này, thì ở giữa chúng này nó sẽ là 3, xong tiếp theo đây nó là 5 sẽ là 11, giữa chúng này sẽ là 5, tiếp theo nó là 18, như vậy ở giữa đây nó là 7, tiếp theo nó là 27, như vậy đây giữa đây nó sẽ là 9, tiếp theo nó là 27, 11 nó sẽ là 38, ở giữa đây nó sẽ là 11. Như vậy là cái số sau là hơn số trước là cứ lệch nhau là 3, 5, 7, 9, 11. Được chưa? Rồi, thì bây chúng ta gọi cái số đầu tiên là A1, thì chúng ta nói A1 sẽ bằng 3, đúng không nào? A2 thì nó là bằng A1 cộng 3. Được chưa? A1 cộng 3. A3 bằng là A2 cộng mấy? A3 là 11 đấy, bằng A2 cộng 5. Đấy. Vậy. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút để chúng ta kiểm tra xem là tổng quát. Thì cái tổng quát thì là cái AK đó. Tổng quát là AK sẽ tính được như thế nào bởi cái AK trừ 1. Đấy, như cái AK tổng quát là bất kỳ nhé. Đây. Các bạn làm một tí để các bạn ra ngay cái này. AK sẽ bằng là cái số trước nó là AK trừ 1 cộng bao nhiêu. Đấy.
Thì ở đây là số 3 nhé. Số 3 này chúng ta có hiểu hình dung số 3 này chính là bằng A1 lần thứ 9 là bằng là 2 nhân với 1 cộng 1. Cái số 5 này, số 5 này chính là bằng là 2 nhân với 2 cộng 1. Vậy ra cái số này ta thấy tổng quát nó sẽ bằng là 2 nhân với k trừ 1 cộng 1. Hay là nó chỉ bằng là 2k cộng 1. Đấy, bằng cái đó đấy. Được chưa? Nó dùng con số này nó thích hơn. Đấy. Được chưa? Như vậy là chúng ta chúng ta suy ra như sau, suy ra cái bài này thì dạy chúng ta là dạy như sau. Như vậy là quy luật là như sau, nó rất đơn giản thôi. Nè, quy luật này. Như sau là A1 thì bằng 3, đúng không nào? Và AK bằng là AK trừ 1 cộng với 2 lần K trừ 1 cộng 1. Ở đây với K lớn hơn 1. Thì đây, đây chính là cái công thức nhé, đây chính là gọi là quy luật hay là công thức, chúng ta gọi là người ta gọi là công thức truy hồi đấy của một cái dãy, được chưa? Thôi, thế bây giờ để làm như sau, làm thì lời giải như sau, thì cái lời giải mà dễ hiểu nhất đấy là chúng ta sẽ lập thôi, chúng ta cho chữ n, cho tính A1, tính A2, tính an, đến đây an là xong, chúng ta làm cái vòng lập và sẽ tính lần lượt và tính đến hết an là xong theo công thức này, công thức này gọi là công thức 1 nhé. Thì bây giờ tôi sẽ biết lời giải này. Thì cái lời giải tự nhiên là như thế này. Mà khi các bạn xem là các bạn mà làm tới đây thì các bạn hầu hết chúng ta sẽ đều đồng thuận với nhau là chúng ta sẽ có một lời giải như thế này. Lời giải, tôi gọi là lời giải 1 đi. Lời giải 1 là tự nhiên nhé. Tự nhiên và dễ hiểu. Không mẹo đấy. Dễ hiểu và không có mẹo gì cả. Và tất nhiên các bạn khi tôi nói này là các bạn hiểu ngay rồi là cái giải một là giải sẽ không được điểm tối đa. Ai làm được giải một là sẽ không được điểm tối đa vì nó không đủ cái mẹo và nó không chạy được hết tất cả các cái test. Đấy, đây là cái chỗ nó gọi là cái bài này là bài mẹo mà. Thì mà sau cá nhân tôi thì làm giải một là chuẩn là hay lắm rồi, chứ không cần thiết phải làm. Còn tất nhiên là đây cùng thi nó cần có cái mẹo, cần phải đấu đá nhau, cho nên là cần có những cái lời giải nó phải mẹo hơn nữa, để nhanh hơn nữa cho qua tất cả các cái test. Vì tôi mô tả nhanh nhé, lời giải một là giải gì, là lời giải một là cái lời giải lời giải một là cái lời giải làm tự nhiên theo công thức một ở trên. Thì như sau đây, chúng ta sẽ input đầu vào chúng ta là n, đúng không? Rồi chúng ta đặt đầu tiên, chúng ta đặt a là cái biến để mô tả. A là theo chỉ số k, nhưng chúng ta đặt a đầu tiên là a bằng 3 và k bằng 1. Như vậy. Như vậy là đây chính là ak đây. Thì ak mà chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ tính lần lượt tính a2, a3 cho đến an theo công thức 1 ở trên. Như vậy chúng ta cần lập bao nhiêu? Cần lập là không phải n lần, lập n trừ 1 lần, bởi vì 1 thì biết rồi. 1 chính là a3 là a3 rồi, chúng ta làm tiếp này. Chúng ta sẽ repeat. Repeat là n trừ 1 lần, bởi vì sao? Bởi vì a1 đã tính được rồi. Ở cái dòng trên, thấy chưa? Chúng ta làm như sau. Đây, công thức của nó đây này. Công thức của nó đây nhé. Đây. Đấy. Mà đây chính là 2k cộng 1 chỗ nhanh được nhé. Như vậy là ak bằng ak trừ 1 cộng 2k cộng 1. Vậy ta có như sau này. Ta có là bằng là a bằng a cộng với là 2k cộng 1. Đấy. Đấy. Đây chỉ là công thức này này. Đấy. Công thức này, công thức này. Đấy. Và chúng ta tăng k lên 1 đơn vị. Được chưa? Còn thuộc dùng cái biến A thôi. Và đây chúng ta output ra ngoài. Output ra ngoài là A. Thế là giờ này là hoàn toàn chính xác nhé. Đúng, chính xác. Nhưng mà nó cần lập lại N lần. Cho nên là nó có cái thời gian chạy của nó là tỷ lệ với N. Với N mà càng lớn thì nó sẽ càng chậm. Như vậy cái lời giải này này, cái lời giải này nó có cái thời gian chạy, nó có cái thời gian chạy là tỷ lệ. Tỷ lệ với n, tức là n càng lớn thì nó càng mất thời gian. Và nó tức là khi n mà đủ lớn thì với n bằng, các bạn cứ lại có thử các bạn với n bằng 10.000, bằng 100.000, bằng 1 triệu thì nó sẽ bị chậm, càng lớn nó càng lâu. Đấy, thì như vậy là với cái dòng là gợi ý của bài tập ấy là không được. Như vậy là lời này là nó chỉ được một nửa, vì là một nửa số điểm thôi. Còn muốn mà lời giải chính xác, muốn được điểm tối đa, chúng ta phải tìm một giải khác nó mẹo hơn.
để làm sao cho cái việc tính này nó phải là tức thời luôn, nó phải không phụ thuộc vào n thì nó mới đúng. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích, chúng ta tìm lời giải hai nhé. Lời giải hai mà lời giải tối ưu hoàn toàn là lời giải nôm na, lời giải sẽ được điểm tối đa đấy. Chúng ta tìm lời giải hai nhé. Đây thì thật ra nếu mà theo đúng nghĩa nào đó thì cái lời giải hai là giải hay nhất, mà là cái lời giải gọi là lời giải hay ho đó của chương trình đấy. Nhưng mà với cái lớp tiểu học này thì cái lời giải hai nó phần lớn là lời giải chỉ là toán mẹo thôi, chứ nó không, cũng thực ra nó chỉ hay về toán, hay về môn toán, chứ còn nó không hay về, theo tôi nó không hay về những cái khác. Rồi chúng ta cùng nhau chúng ta tìm lời giải nhanh hơn nhé. Tìm lời giải nhanh theo nghĩa như sau. Theo nghĩa là chúng ta phải giải làm sao cho nó ăn ngay, là một phát là ăn ngay, nó không có tụ vào n. Thế chúng ta làm như sau, chúng ta phân tích cái câu ở trên thôi. Chúng ta làm nhé, vì chúng ta tính này, chúng ta tính AK này, AK sẽ bằng theo giả thiết nhé, là bằng là AK trừ 1 cộng với 2 lần K trừ 1 cộng 1, chúng ta nhớ chưa nào, đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ, AK trừ 1 chúng ta lại bới ra, nó là bằng gì? Vì chúng ta viết lại cái này chúng ta giữ nguyên nhé, giữ nguyên chúng ta viết là 2 K trừ 1 cộng 1. Sau chúng ta triển khai cái này ra, nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là AK trừ 2 cộng với 2 lần K trừ 2 cộng 1. Và cứ đợi nó bằng tiếp, nó triển khai cái này ra nữa, triển khai dần ra nữa. Và cuối cùng thì nó sẽ là 1. Nó sẽ là 1, thì cái thằng này nó sẽ là 1. Đấy, vậy nó bằng như sau này. Vậy là bằng như sau nhé, nó triển khai nữa và đến số hạng cuối cùng khi nó triển khai hết ra thì nó ra số hạng cuối cùng, số này nó sẽ là k sẽ bằng 3, là số hạng cuối cùng thì như sau. Tôi viết lại, nó viết là 2 này k trừ 1 nhé cộng 1 cộng với 2 k trừ 2 cộng 1. Tôi cứ viết cạnh nhau như thế nhé, cộng với 2 k trừ 3 cộng 1, và cộng liên tục như vậy, cộng tục cho đến khi nào, cộng liên tục cho đến khi mà đến số hạng cuối cùng của nó là cái gì, số hạng cuối cùng của nó là cái này, cộng đến số hạng cuối cùng của nó là gì, là cái số này nó là 1. Cái này nó sẽ là A1, là A3, dạ A3 sẽ làm là, nó là A1. Và trước A1 thì này nó sẽ là 3 và cộng này là còn 3 1, tức là 2 nhân với 1 cộng 1, đúng không? 2 nhân 1 cộng 1 trên đấy, 2 nhân 1 cộng 1, từ xóa đi chỗ này. Đấy, nó là như này, nó sẽ là 2 nhân với 1 cộng 1 là hết. Đấy, và cộng với A1 thì 2 và cộng 1 này tăng lên dần nhé. Đấy, thì chưa, như vậy gì, nó như sau. Cái chỗ này nó sẽ là bao nhiêu, cái chỗ này nó sẽ là như sau. Vậy nó sẽ là như sau, cái này nó sẽ là như sau nhé. Đây là cái số lẻ là liên tục nhau, thấy không nào. Đấy, vậy là bằng như sau này, nó sẽ bằng là A1 cộng với 3 cộng với 5 cộng 7 cộng số hạng cuối cùng của nó là 2 lần K trừ 1 cộng 1, được chưa? Đó. Đấy. Tôi triển khai tiếp nhá, chúng ta viết ra cho nó dễ hơn một chút nhé. Các bạn đấy, tôi viết lại này. Đấy, tôi viết lại như sau. Ở từ đây tôi may quá, chỗ này tôi phải. Đây từ đây một chút nhé. Rộng đấy nữa. Rồi cho nó rộng ra ở đây, thoải mái tôi viết này. Đấy, ở đây nhé. Ở đây làm như sau này. Ở đây là tổng số lẻ này, nhưng mà chứ không phải đâu, đây còn thiếu một. Tôi làm như sau, tôi viết thêm cho hay nữa này. Tôi sẽ viết thêm như này nhé. Đây bằng này, nó bằng là A1 trừ 1, được chưa, trừ 1. Sau đó là cộng này, cộng là 1 cộng 3 cộng 5 cộng vân vân cộng đến là 2K trừ 1 cộng 1. Đấy, chúng ta thấy không nào?
Đấy, thì tới đây là các bạn sẽ phải áp dụng một công thức khác nhá. Tới đây chúng ta chú ý các công thức các bạn phải học thuộc lòng, khi mà chúng ta làm mà chúng ta phải học thuộc lòng thì không có nào khác cả, không có ai bìa ngồi tính thế là bao nhiêu, học thuộc lòng. Thì ta nhớ công thức sau đây này, công thức là các tổng các số lẻ từ 1 cho đến 2k trừ 1 cộng 1 bằng bao nhiêu, cái này này, cái này nó bằng bao nhiêu, cái này nó bằng chính như sau, cái này nó bằng chính là k bình phương. Đấy, công thức nhá, đây là công thức về mặt mà chúng ta nhớ là 1 này cộng với 3 cộng 5 cộng nôm na là cộng với như sau, cộng với là 2 n trừ 1 thì nó sẽ bằng là n bình phương. Đây là công thức chúng ta phải nhớ luôn nhé. Thì cái đàn tổng này sẽ bằng k bình phương. Vậy chúng ta suy ra như sau. Như vậy chúng ta suy ra như sau. Được chưa? Đấy, chúng ta như sau. Chúng ta suy ra là cái nó vậy nó bằng này. A1 bằng 3, 3 trừ 1, 3 này trừ 1 cộng n cộng với k bình phương, vậy nó bằng là k bình phương cộng 2. Vậy chúng ta suy ra như sau. Chúng ta sẽ công thức rất quan trọng sau đây là tính mẹo như sau. Chúng ta tính mẹo là như sau, tính mẹo chúng ta suy ra là như vậy là cái phần tử số thứ AK của cái dãy trên nó chính là bằng k bình phương và cộng với 2. Thấy không nào? Khi có mẹo rồi thì lời giải 2 như sau. Nó rất là nhanh, lời giải 2 tối ưu. Tức là gì? Tối ưu tôi nghĩ là nó là nhanh tức thời và như vậy nó sẽ được điểm tối đa cho mọi cái test là như sau. Đây tôi muốn đoán đây nhá, đây. Lời giải 2 là như sau. Chúng ta chúng tôi trên thôi input là n và chúng ta output luôn ra là n là bao nhiêu, n chính là n bình phương n nhân với n cộng 2. Đây là giải 2 này. Đấy. Lên đây chúng ta tính được công thức này, ở trên chúng ta tính được theo công thức đó nhé. Đây là hoàn các bên đổi này là hoàn toàn là chúng ta sử dụng toán học thôi nhé. Mà cái chuyện này thật ra cái chuyện này theo tôi là nó vượt quá chương trình toán tiểu học, nó là chương trình toán cấp 2. Đây cái chương trình này cái này là toán học sinh giỏi toán lớp 8, lớp 9 mới có thể toán đơn giản như này. Còn học sinh tiểu học rất là khó, lớp 6, lớp 7 cũng rất là khó. Cái này nó chỉ phù hợp với học sinh từ lớp 8, lớp 9 trở lên ấy, thì rất là phù hợp. Được chưa? Thì như vậy là chúng ta tính được, nhưng mà cách 2 là cách mẹo. Cách mẹo chúng ta tính, tức là cách 2 là chúng ta là tính được công thức tường minh của phần tử thứ n của cái dãy trên nhé. Tính lời giải 2 là như vậy. Để giải 1 là chúng ta tính bằng quy luật, chúng ta tính từ công thức 1 này, chúng ta tính ra là cái cách 1 này. Còn cách 2 chúng ta giải nhanh, chúng ta tìm công thức tường minh và chúng ta đã tính toán được bằng công thức này và đáp số ra là cái này. Như vậy với lời giải này thời gian chạy nên là không thuộc về n, tích n cái vì chúng ta thấy cái phép tính toán phép nhân phép cộng trong toán học trong lập trình ấy, nó rất là nhanh, nó chỉ giải tích tắc thôi, cho nên cái này nó sẽ là lời giải của nó là tích tắc nhé. Như vậy là nhanh. Được rồi, bây giờ chúng ta sang bài số 3 nhé. Cứ bài nào mà các bạn thấy nó có dòng chữ là ràng buộc, bài này có ràng buộc, bài này là ràng buộc, bài này cũng vậy, như vậy bài này cũng tồn tại hai kiểu lời giải. Lời giải thứ nhất là lời giải bình thường dễ hiểu, ai hiểu được, mà nó là lời giải tự nhiên. Lời giải 2 là lời giải mẹo. Lời giải 1 tường minh thì chỉ được ví dụ chỉ được phần nửa hay là đây bài này là nửa số điểm này, 5% số điểm. Còn lời giải 2 là giải mẹo thì được toàn bộ số điểm. Như vậy bài này cũng là một bài mà chúng ta cần đọc đề bài thôi là biết bài này là có mẹo đấy. Thì với mẹo thì không phải ai cũng làm ở đâu, nhưng phải thông thường với học sinh tiểu học các bạn thì là phải làm rồi thì mới nhớ. Còn tới đấy mà ngồi suy luận ra thì rất là khó, phải là các bạn rất thông minh, rất là giỏi mới làm được. Vì sao không làm được ngay? Bởi vì tất cả các kiến thức mà cần phải suy luận như vậy đều vượt quá chương trình tiểu học hết. Đấy. Rồi thì bây giờ tôi bài này là một bài cũng rất là hay, thật ra vì mà toán học cũng rất là hay đấy. Nhá, như vậy là chúng ta là tô bồ như sau. Cho một cái hình chữ nhật, một cái ô vuông n nhân n nhé, mà chúng ta tô màu hàng kim hàng đầu tiên thì tôi tô toàn bộ n ô tô hết, hàng thứ hai là ô tô n trừ một ô, hàng thứ ba tô n trừ hai ô, hàng thứ tư là tô n trừ ba ô, và hàng cuối cùng là tô một ô. Nhưng mà điều khác biệt là cái hàng lẻ thì tô từ bên trái,
hàng chẵn tô từ bên phải. Đấy, đặc biệt như vậy. Chỉ vấn đề là như vậy. Vậy cái hàng lẻ là 1, 3, 5, 7 thì tô từ bên trái, còn là 2, 4, 6, 8, 10 tô từ bên phải. Rồi, đồ bài như sau. Đồ bài là cho chiếc N và C. Chúng ta kiểm tra xem cái cột C đó là có bao nhiêu ô được tô. Như vậy đầu vào của nó là N và C. Và đầu ra là cái số các ô được tô. N là cái số mà có thể lớn rất lớn là bằng 10 đến 12 hoặc thậm chí có thể hơn được. Và C là số đó là 1 N là số cột ấy. Và đầu vào yêu cầu là tính ra kết quả luôn nhá. Thì với cái như bạn tôi nói rồi là với cái như thế này thì chứng tỏ là nó có cái gì, là nó có cái là nó có cái mẹo. Rồi, chúng ta cùng nhau giải nhé. Bây giờ chúng ta đầu tiên bao giờ chúng ta cũng phải suy luận như thường trước đã. Chúng ta phải suy luận là giải như bình thường trước đã. Để giải tự nhiên trước nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta xem để giải toàn này. Để giải. Chúng ta làm cách 1 nhé. Cách 1 là lời giải tự nhiên đi. Được chưa? Thì chúng ta phân tích chúng ta gì? Cách 1 là chúng ta lần lượt chúng ta xem từng hàng 1, hàng 1, hàng 2, hàng 3 cho đến hàng N, kiểm tra xem tại cái hàng thứ K đó. Hàng thứ K đó là có tô màu hay không? Được chưa? Như vậy là cái lời giải của chúng ta lần lượt chúng ta tính xem từng hàng 1 từ trên xuống dưới nhé. Cho K chạy từ 1 đến N, kiểm tra xem cái lời giải 1 là chúng ta kiểm tra xem là cái kiểm tra xem là ý tưởng của cái bộ trong chúng ta kiểm tra xem là cái ô là KC nhé, K là số hàng và C là số cột có được tô màu hay không, có được tô màu hay không. Đấy, được chưa? Đấy, như vậy là ở cái bài 1 thì bản chất của nó chúng ta kiểm tra xem là cái tại cái hàng thứ K đó và chúng ta đếm từ trên xuống dưới. Nhưng mà cái bài là cái giải 1 nó sẽ như sau. Tôi mô tả ngay cái lời giải đơn giản, cái ý tưởng hoặc là cái ý tưởng lời giải nhé của lời 1 như sau. Cái sơ lược, gọi là sơ lược đi, sơ lược cái lời giải 1, lời giải 1, được chưa? Đây, input nhé. Input của chúng ta là N và C nhé. Chúng ta đặt một cái biến gọi là biến biến cao đi. Biến cao là cái biến là dùng để biến đếm trên là bao nhiêu cái ô trên cái hàng, trên cái cột C được tô màu. Và cùng chúng ta output ra, chúng ta đưa ra cái biến cao đó nhé. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta đếm thôi. Chúng ta cho K bằng 1, đúng không nào? Và chúng ta repeat N lần thôi, kiểm tra. Thì chúng ta có thể là ít là cột K và C được tô màu. Đấy, nếu mà cột K C được tô màu thì sao? Nếu mà được tô màu thì tăng biến cao lên 1 đơn vị, đúng không nào? Và chúng ta lại tăng K lên 1 đơn vị thôi. Đấy. Đấy. Và cuối cùng chúng ta output ra là cái biến cao. Đấy. Và chúng ta output ra. Đấy, output ra. Thôi. Output là cao. Đây là giải 1 đây này. Đấy. Giải 1 này là dễ dàng và hiển nhiên. Nhưng mà bây giờ tôi nói thêm một chút, bây giờ chúng ta phân tích một chút. Như vậy là chúng ta phải biết là như vậy là làm thế nào để kiểm tra được cái lỗi của bài 1 là làm sao biết được tại cái hàng K mà cột C là có tô màu hay không. Thì cái này chúng ta phân tích một chút thôi là được nhé, tô màu hay không. Rồi, thì làm như sau này. Phần này các bạn hiểu thế nào? Phần này lời giải rất là dễ hiểu, nhưng rất dễ hiểu và đơn giản. Bất cứ ai mà nhìn vào cái bài tập này đều có thể làm được cách 1. Và hơi khó một chút thôi để phân tích cái chuyện là tại cái hàng K của C là nó có tô màu hay không. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút và chúng ta thấy ngay thôi nhé. Đây, bây giờ chúng ta đây nhé. Bây giờ chúng ta làm một cái đây nhé. Chúng ta làm cái bảng, chúng ta phân tích một cái nhé. Đây là phần được tô màu này.
phút một mặt nhé. Ở đây là ca nhé, chúng ta sẽ là ca lẻ và đây là ca chẵn nhé. Thì chúng ta biết rằng là với ca lẻ thì chúng ta sẽ tô màu từ bên trái, thì cái phần mà phần tô màu từ bên trái là nó bằng là n trừ đi k, n trừ đi k cộng 1 nhé. Tức là với n bằng với k bằng 1 thì nó là n trừ k cộng 1, cho nên là phần bên trái, phần đây là phần bên trái nhé, phần bên trái đây là phần bên phải là chia làm hai. Phần bên trái là tô màu của k này của cái hàng k là n trừ đi k cộng 1, đúng không? Đây là từng này cái ô ở bên trái sẽ được tô màu, còn bên phải là phần còn lại, bên phải là chính là n trừ đi cái này. N trừ đi là bao nhiêu? N trừ đi cái này là bao nhiêu? Là n trừ đi là chỉ là bằng k trừ 1. Như vậy là với cái k là lẻ thì bên trái là có từng này cái ô được tô màu, bên phải là k trừ 1 ô không được tô màu. Còn ngược lại với k chẵn thì tô màu từ bên trái từ bên phải sang, trên bên này sẽ là n trừ đi k cộng 1, còn bên này là k trừ 1. Như vậy là với cái k chẵn ấy, thì k trừ 1 ô bên phải sẽ là không được tô màu, còn n trừ k trừ 1 ô được tô màu ở bên phải. Thì bên này tôi kiểu chữ T ở đây là tôi kiểu đây là tô nhé, đây là tô, chỗ này là tô này, chỗ này là tô này. Đấy. Tô nhé. Đấy. Còn không có gì thì là trắng, chỗ này là trắng nhé, chỗ này là trắng này, không tô màu này, không tô màu này. Đấy. Chúng ta quan sát đây là chúng ta thấy ngay nhé. Chúng ta suy ra như sau này, chúng ta phân tích như sau. Chúng ta phân tích như sau, đợi tôi kéo xuống nhé. Đấy, kéo xuống, tôi để ở đây tôi kéo xuống nhé. Như vậy là như sau, như vậy là với ca lẻ để chúng ta phân tích, như vậy là với vấn đề là chúng ta kiểm tra xem là cái cột cái ô OKC OKC là khi nào được tô màu, khi nào thì không. Thì chúng ta phân tích vào đây. Như vậy với ca lẻ nhé. Đấy, chúng ta phân tích như sau này. Như vậy là nếu mà ca lẻ được chưa, thì cái cột là cái KC sẽ được tô màu khi nào, được tô màu khi nào, được tô màu khi chỉ khi là cột C nằm ở bên trái, tức là gì, tức là khi mà C là phải nhỏ hơn hoặc bằng là n trừ đi k cộng 1. Đấy, thấy không nào? Đấy. C nhỏ cái này thì mới được tô màu. Đấy, tức là đi tô màu. Còn với ca chẵn thì KC được tô màu. Được tô màu khi và chỉ khi là C là phải không nằm bên này. C không nằm bên trái mà C phải lớn hơn. Tức là điều kiện là C phải vượt qua bên trái, C phải lớn hơn K trừ 1. Đấy, là điều kiện nhé. Đấy, chúng ta chú ý cái yêu cầu của nó như thế nhé. Như vậy là từ cái trên đó chúng ta suy ra như sau, suy ra cái bài tô màu đúng không, là gì, tô màu nó là như thế này, cái bài tô màu nó là như thế này, là như sau nhé. Đây thì chúng ta sẽ viết lại cái thuật toán, để chúng ta sẽ viết lại cái thuật toán này nhé, chúng ta viết lại cái thuật toán này. Chúng ta làm bài 2 rồi đúng không? Chúng ta làm bài 3 rồi, tôi nhầm. Bài 3 đúng rồi nhé. Đây này. Như vậy là ở chỗ này này, chúng ta viết lại cái này nhé. Với input là NC này, K bằng 0, K 1. Chúng ta repeat là nếu KC được tô màu thì tăng lên. Được tô màu là khi nào? Chúng ta sẽ kiểm tra trường hợp đây, kiểm tra trường hợp 2 trường hợp riêng là K chẵn và K lẻ. Được chưa? Mình làm như vậy, mình viết lại thuật toán nhé. Như vậy là thuật toán thứ 2 thì viết lại như sau. Đây, chúng ta viết lại. Như vậy lời giải 1, lời giải đơn giản như sau. Cái lời giải 1 viết lại nhé. Lời giải 1 viết lại chính xác như sau. Viết lại như sau chính xác nhé. Rồi. Đầu tiên là input này. Input là N và C này. Được chưa? Ta đặt tiếp theo chúng ta đặt một cái cao bằng 0 này. Được chưa? Sau đó là K bằng 1 vẫn như trên thôi, K bằng 1. Và cũng sau đó cũng repeat lặp là n lần. Đấy. Và sau đó chúng ta kiểm tra như sau. Chúng ta nhớ nhớ cái này chưa? Nhớ nhớ chỗ này nhé. Đấy. Chúng ta làm như sau. Đây xuống dưới này. Đấy. Thì như sau này.
Chúng ta làm chúng ta làm lần lần lượt nhá. Lượt như sau này. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra nếu mà k lẻ thì x này, x mà k lẻ tức là x mà y và k mod 2 bằng 1 tức là k lẻ đấy nhá. Đây này, tôi kiểu đây là k lẻ nhá. K lẻ làm gì? Chúng ta kiểm tra x đúng không? X mà là n trừ đi k cộng 1 lớn hơn hoặc bằng c thì chúng ta thì lúc bấy giờ mới tô màu chúng ta tăng biến cao lên một đơn vị k cộng 1 nhé. Còn ra chỗ này bây giờ ngược lại ở chỗ này như là else ở đây tức là k chẵn đấy, tức là k chẵn. Kiểm tra để x điều kiện để tô màu tức là c x c lớn hơn k cộng 1 k trừ 1 đấy, thì chúng ta tăng cái này lên cao bằng cao cộng 1. Sau đây chúng ta output ra ngoài. Output ra ngoài là cao, đúng không nào? Đó, thì đây chính là cái này nhé, đây chính là cái đây chính là cái thuật toán đấy. Vì của đây là lời giải một cái mã giả nó bị đỡ một chút cho nó bé đi một chút nha. Để nhìn thấy cả đấy, đây là cả lời giải nhé, nó là cái này tôi viết như này được chưa? Mà đây là lời giải một dễ hiểu nhưng mà nó sẽ chậm bởi vì nó có vòng lặp, nó phụ thuộc vào n, phụ thuộc vào n do đó cho nên là nó sẽ lời giải của nó là phụ thuộc vào n nhé, cho nên là nếu mà n mà lớn thì nó sẽ bị chậm. Đấy. Thì có cách nào không để mà ta giải ta tính được luôn cái tổng số các cột được tô màu hay không, các cái ô được tô màu không ở cái cột thứ k. Đấy, thì cách thứ hai phải là mẹo thôi. Mẹo như thế nào nhỉ? Thì mẹo như này này nhé. Thực ra cái bài 2 này, cái bài 3 này, cái mẹo của nó cũng suy từ cái lời giải này thôi. Chúng ta đỡ phải vì sao là mẹo được, bởi vì là chúng ta có nhận xét là như sao? Chúng ta có nhận xét là gì? Là bởi vì cái số lượng cái gì nhỉ? Bởi vì các cái dòng tô màu ấy, các cái hàng nó càng với cái hàng càng cao, càng lớn thì nó tô màu càng ít đi. Đấy. Thì chúng ta sang cái lời giải số 2 là lời giải 2, cách 2 là làm mẹo nhé, làm nhanh và tối ưu, được chưa? Rồi thì chúng ta ý tưởng của lời giải 2 là như thế này. Chúng ta nhận xét gì là vì cái điều tô màu của nó nhé, tô màu thì ở trên là càng xuống dưới thì tô màu nó càng ít dần đi. Đấy, nó càng ít dần đi. Đấy. Đấy, ít dần đi. Và cuối cùng này thì nó tô màu có một tí kẹo ở đây nhé, để tô màu cũng càng về sau nó càng ít. Cho nên chúng ta đi dọc cái cột C này xuống nhé, cột C này xuống nhé. Khi chúng ta đi, chúng ta kiểm tra các hàng chẵn hàng lẻ, thì nếu mà tên cái hàng lẻ nào đó ấy, mà nó hết tô màu thì xuống dưới nó không còn nữa. Chẵn cũng vậy. Cho nên ý tưởng của nhà nghiên cứu ý tưởng của cách 2 là như sau, là chúng ta không cần đi từng bước một mà chúng ta chỉ cần tìm gì? Tìm cái hàng k, tìm cái hàng k là cái hàng cuối cùng, là cái hàng cuối cùng có tô màu, hàng cuối cùng có tô màu là được. Tìm và tìm cái này là tìm hàng k, tìm riêng cho chẵn lẻ riêng, tìm cái hàng cuối cùng có tô màu thì sau đó không hết tô màu, sau đó nó không có tô màu nữa, như vậy tìm một vị trí thôi, mà tìm một vị trí vậy cho nó nhanh. Và như vậy cả cái bài này chúng ta chỉ cần tính đang cần 2-3 phép tính là xong, không cần thiết phải qua vòng lọc n lần nữa. Như vậy ý tưởng là tìm cái hàng lẻ cuối cùng được tô màu, sau tìm hàng chẵn cuối cùng được tô màu, đó là cái ý tưởng của lời giải 2 nhé. Thì tôi làm phân tích như sau. Tôi nói lời giải 2, chúng ta cùng nhau giải cái lời giải 2 như này nhé. Đây chúng ta sẽ giải theo hai bước như sau. Bước 1 chúng ta lời giải xong, nhưng chúng ta phân tích luôn, mà chúng ta phân tích 1 là chúng ta tìm cái hàng lẻ, tìm cái hàng k lẻ lớn nhất, tức là cuối cùng phía dưới, tìm cái hàng k lẻ lớn nhất sao cho
sao cho là k cái OKC này được tô màu. Đấy. Được tô màu. Được chưa? Sau đó người ta làm tiếp sang là chẵn. Chúng ta làm bảng lẻ trước nhé. Thì với mà k là cái hàng lẻ, k là số lẻ lớn nhất thì tô màu ấy, thì nó cho tính được cái số tô màu của hàng lẻ rất là dễ. Thì chúng ta nhớ lại nhé, em với k lẻ thì kc được tô màu. Được tô màu, chúng ta nhớ lại cái điều kiện, nó sẽ là khi và chỉ khi cái gì? Khi và chỉ khi gì? Khi và chỉ khi là cái là khi chỉ khi là cái số c này hay là tức là n trừ đi k cộng 1 lớn hơn hoặc bằng c. Được chưa? Hay là khi và chỉ khi, chúng ta viết ra đâu nhé. Nó viết chúng ta chuyển sang bên kia là nó sẽ là gì? Nó sẽ là n cộng 1 trừ đi c lớn hơn hoặc bằng k. Đấy, chuyện này. Được chưa? Thế như vậy cách tìm cái điểm hàng k nhé. Chúng ta đặt chúng ta là cách tìm như sau. Cái cách tìm cái hàng lẻ k lớn nhất là như sau. Lớn nhất mà có tô màu và có tô màu KC là như sau. Đấy, chúng ta mà cái tìm. Cái tìm rất nhanh. Và tìm được rồi thì chúng ta tìm được ngay là có bao nhiêu cái hàng, bao nhiêu ô K, bao nhiêu ô hàng lẻ được tô màu. Ở phía trên của K thôi mà. Như sau này. Cái tìm như sau nhé. Để tôi dùng một bảng luôn cách tìm. Đây. Cái tìm như sau nhé. Vì chúng ta có công thức này rồi, cái này rất quan trọng này. Đấy, thì làm như sao chúng ta làm như cái làm như sau nhé. Chúng ta đặt k bằng, vì k không thể lớn hơn cái này, chúng ta đặt k bằng n cộng 1 trừ c. Chúng ta kiểm tra ít, nhưng mà k chẵn ấy, nếu k lẻ thì ok rồi, nếu k chẵn thì chúng ta sẽ giảm k đến một đơn vị. Đấy, thì k sẽ là lẻ. Thì đây cái số k này sẽ là, nếu k chẵn ấy, cái số k trừ 1 này nó chính là số là cái số là k mà lẻ lớn nhất để thỏa mãn điều kiện là k là và nhỏ hơn bằng cái này, vì sẽ là số được tô màu. Đây chính là cái giải phần để tính cái k, tìm k lẻ lớn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ làm chuyển đoạn sang bước bước 2, là bước 2 là tìm cái hàng k chẵn lớn nhất. Đây. Cách 2 kia phân tích số 2. Phân tích số 2 là cái tìm cái hàng k chẵn lớn nhất. Sao cho là cái ô KC được tô màu. Được chưa? Thì cái đó là suy từ trên. Chúng ta nhớ lại là cái điều kiện ấy, cái điều kiện để cho cái được tô màu, điều kiện để KC được tô màu nhé. Để KC được tô màu. Tô màu là gì? Cái này. Điều kiện này là gì? Điều kiện tương đương cho nhớ lại. Điều kiện đầu tiên là C lớn hơn K trừ 1. Đúng không nào? Hay cái này suy ra tương đương với gì? Tương đương với là K phải nhỏ hơn là gì? Nhỏ hơn là C cộng 1. Đấy. Nhỏ hẳn nhé. Đấy. Mà nhỏ hẳn vì là K là nguyên, vậy tương đương với là K là phải nhỏ hơn hoặc bằng C. Đấy. Thì chúng ta suy ra cái lời giải như sau. Cái lời giải thứ hai là giải như này. Lời giải số 2 là chỗ này hết chỗ. Lời giải 2 là giải là tính. Lời giải 2 là như sau. Cái lời giải 2 là cái lời giải như thế này, lời giải là như sau. Cái lời giải là tìm cái số k lớn nhất, chẵn lớn nhất là như sau. Thì thuật toán như sau, toán như này nhé, toán là như thế này, thuật toán là như sau. Thuật toán là chúng ta làm sao là đầu tiên chúng ta đặt k bằng c, vì k nhỏ bằng c mà, như này. Đấy. Thì chúng ta nếu if mà k lẻ thì chúng ta giảm k đi một đơn vị. Thì đây chính là cái lời giải để tính cái số k lớn nhất. Thì khi k lớn nhất rồi thì chúng ta sẽ tính dễ dàng thôi. Cái số lượng mà các ô được tô màu thì thấy ngay nhé. Đó. Nếu k mà là số lẻ, nếu k là lẻ nhé, nếu k là lẻ mà k xây được tô màu thì cái số lượng cái, là đó là cái hàng k lớn nhất được tô màu. Phía dưới của nó là không tô màu nữa. Còn phía trên là bao nhiêu? Phía trên của nó là như này. Phía trên của cái hàng k đó nó sẽ là k cộng 1 chia 2 ô được tô màu. Đấy, tính thứ ngay. Còn ở cái bài này, phần chẵn thì nếu mà k là cái hàng mà lớn nhất được tô màu mà phía dưới của nó không tô màu nữa thì cái số lượng cái hàng chẵn được tô màu nó chính là k chia 2. Được chưa? Rồi. Đây chúng ta suy ra cái lời giải tối ưu như sau. Các bạn là biết chương trình từ ngay nhé. Đây chúng ta mô tả cái lời giải 2 là lời giải mà thực sự là tối ưu, cũng được giải tối ưu cho bài này nhé. Lời giải 2 là tối ưu đấy.
mẹo mẹo thật ra dùng từ tối ưu nó không đúng lắm. Khi nói tối ưu là phải nói thuật toán, thuật toán tối ưu, thuật toán có cái độ phức tạp thời gian là thấp nhất thì là đúng, là đúng, là đúng đối với học sinh cấp 3 là như vậy. Thế là có thể là cấp 2 nữa, nhưng với cấp 1 này nó, đây nó chỉ là mẹo, gọi là, tôi gọi là toán mẹo nhé. Thế giả tối ưu như sau, thì tôi mô tả là giả tối ưu như sau. Đây còn chỗ không? À, còn chỗ thoải mái nhé, tôi sẽ viết lời giải. Lời giải chính xác rất đơn giản thôi như sau này. Để tối ưu nhé, để tối ưu đấy. Chúng ta sẽ input này. Input của chúng ta là N. Và các bạn so sánh lời giải này với lời giải trên xem nhanh hay nhanh hơn đâu nhé. Này, thì bước đầu tiên chúng ta tính là cái tìm cái số K là cái số cái hàng lẻ lớn nhất mà sao cho là canxi được tô màu. Chúng ta làm theo, chúng ta đặt K bằng trên dần dần xem lại đấy. K bằng là N cộng 1 trừ C. Nó chính là cái mà phía trên này có nhé, phía trên nhé, cho xem lại phía trên. Sau đó kiểm tra, nếu mà là K là chẵn ấy thì chúng ta giảm K đi một vị. Nếu K mà 1 2 mà bằng 0 tức là K chẵn thì chúng ta giảm K đi cho nó K nó lẻ. Được chưa? Và chúng ta đặt cái biến K 1 đi. K 1 là cái số lượng các cái ô mà lẻ, ô hàng lẻ được tô màu, chính là chính bằng là K chính là 3 cộng K cộng 1 chia 2. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm tiếp tục với hàng chặn. Chúng ta đặt K bằng C. Chúng ta kiểm tra if mà K lẻ, nếu if K 1 2 bằng 1 thì chúng ta giảm K đi một đơn vị. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đặt cái biến là cao 2. Thì là K rồi, chúng ta đặt cao 2 đi bằng là K chia 2. Với K mà chẵn thì là K chia 2 là cái số lượng các cái vật ô mà chẵn được tô màu. Sau đó chúng ta sẽ output ra ngoài. Kết quả đưa ra output chính là cao 1 cộng cao 2. Cao 1 là số lượng các ô lẻ được tô màu, mà cao 2 là số lượng các ô chẵn được tô màu. Mà có thế mà thấy cái đây là lời giải mà không có cái vòng lặp nào cả, không có lệnh, không có cái dòng lệnh là repeat nào cả, cho nên nó rất là nhanh, mà thì nhanh nó là tức thời luôn, nó không phụ thuộc vào N. Như đây là vẫn lời giải, đây là giải một suy là cái suy luận của nó là giống từ cái bài trên, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xong rồi, chúng ta sẽ sang bài số 4 nhé. Bài số 4 đây, bài số 4 là bài này này, bài số 4 là cái bài số 4 là bài trò chơi như sau này. Ban đầu A nạp vào có N xu. Sau đó A bắt đầu chơi thì cứ mỗi một ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, mỗi ngày trừ đi 2 xu. Đúng không? Đấy. Và cứ sau 5 ngày. Chú ý là cứ sau 5 ngày thì là 5 x 2 như vậy, sau 5 ngày thì A sẽ mất đi là 10 xu, nhưng mà lại nạp thêm là K xu đầu vào cho trước là N và K nhé. Đấy. Nếu mà trước khi 5 ngày mà không còn đủ số nữa thì dừng lại. Đầu bài như sau, đầu bài là dòng thứ nhất là dòng đầu bài đầu vào là n và k, đầu ra là gồm một số tự nhiên duy nhất là kết quả của bài toán. Nếu an không bao giờ bị hết xu thì in ra không, còn nếu an bị dừng thì in ra cái ngày bao nhiêu thì nga thì an là không thì không chơi được. Khi mà An cái ngày mà An có số xu là nhỏ hơn 2 thì không có chơi được nữa. Được chưa? Các bạn hiểu bài này chưa? Nhắc lại nhé, đề bài của nó là đầu vào là N và K thì như sau. Ban đầu có N xu, N có thể là một số bất kỳ lớn nó bằng lớn không. Thì sau mỗi ngày chơi là chỉ phải trừ đi 2 xu. Và sau 5 ngày thì tăng lên là K xu. Thì hỏi rằng là An sẽ chơi được vĩnh viễn hay là An sẽ phải dừng lại. Nếu dừng lại thì là ngày nào, ngày thứ mấy. Tức là khi dừng lại, tức là khi đó là chưa phải vào cái chu kỳ 5 ngày mà An đã hết tiền rồi, còn lại số tiền là 0 hoặc là 1. Thì như vậy là hết tiền, thì như vậy là dừng lại ở ngày đó. Được chưa? Vậy thì chúng ta cùng nhau phân tích một tí, chúng ta sẽ thấy nhé. Thì bài này nè, bài này thực ra cũng có hai lời giải đấy, nhưng mà thôi, bài này nó cũng có cái mà thôi tôi sẽ giải luôn bằng tôi
Bài này thực ra cũng có hai kiểu là giải. Một là giải cho tính từng ngày một, xem là ngày đến ngày nào. Lời giải chúng ta tính từng ngày, tôi nói nhanh nhé, mà tôi sẽ không là cách một. Lời giải một là như này, là chúng ta tính từng ngày một, tính từng ngày từ 1 cho đi 1 2 3 cho đến ngày thứ k nhỏ này. Đấy. Đấy. Hỏi xem ngày thứ k này là an còn bao nhiêu xu. Nếu mà số lượng xu thứ k mà nhỏ hơn 2 thì dừng lại. Đấy. Nhưng mà cái cách một này tính từ ngày một thì rất là khó tính, khi nào thì an chơi mãi, khi nào thì không bao giờ dừng. Chứ cách một này phải làm mẹo một chút mới ra được. Nhưng mà thôi tôi làm cái luôn cách hai là cách làm mẹo nhé, là chúng ta tính luôn thì luôn, tính mà không phụ thuộc vào số ngày luôn, làm mẹo nhé. Thì bài này là bài trò chơi thôi mà, cho nên là nó chỉ vui vui thôi nhé, để chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Bây giờ bài hai chúng ta là cách để hai chúng ta phải phân tích một chút chúng ta mới làm được. Để chúng ta phân tích nhé, như vậy là an đầu tiên có n su, cứ sau 5 ngày thì an tăng lên k su, đầu vào của chúng ta là n và k. Chúng ta nhắc lại cái đầu input của đầu vào, input của bài toán là gì? Input của bài toán là n và số k là số lớn đấy, là số lớn. Bây chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Phân tích như sau này, thì các bạn cùng nhau cùng tôi đưa ra một lời giải là mẹo. Tức là lời giải này nó rất nhanh, nó không phụ thuộc vào n, không phụ thuộc vào k, nó khá nhanh luôn. Thì lời giải là như sau nhé. Chúng ta sẽ phân tích cái lời giải, phân tích cái em. Phân tích nhé. Chúng ta phân tích một chút cái lời giải của nó để chúng ta biết là chúng ta giải như thế nào nhé. Đây tôi như sau này. Bây giờ tôi chia ra các trường hợp sau đây để chúng ta phân tích nhé. Đầu tiên trường hợp 1 chúng ta sẽ giả sử nhé. Chúng ta sẽ giả sử là n nhỏ hơn 10. Đấy, được chưa? Thì nếu n nhỏ hơn 10 ý, thì các bạn thấy không? Như vậy là chưa đến 5 ngày thì an đã hết tiền rồi. Như vậy chưa kịp lĩnh ca su đã hết tiền rồi. Như vậy là trường hợp này là ta thấy ngay trường hợp này là ca, thì trường hợp này tính rất dễ dàng. Vì là cứ sau 1 ngày thì mất 2 xu, sau 2 ngày thì mất 4 xu. Như vậy là cái bài này này, vì với bài này là không kịp nhận tiền an đã hết rồi, vì chúng ta nhớ là sau 5 ngày thì là an sẽ mất đi 10 xu. Và đến ngày thứ 5 thì mới cộng thêm k xu. Nhưng mà đây là n là nhỏ hơn 10, nhưng mà chưa kịp đến 5 ngày đã hết tiền rồi. Đúng, vì mỗi ngày là mất 2 xu mà. Cho nên là cái bài này chúng ta làm như sau. Bài này như vậy là sau bao nhiêu ngày, sau cái thời gian, sau cái số ngày là sau cái số ngày là chúng ta lấy phần nguyên n chia cho 2. Phần nguyên tức là n này chia 2, lấy phần nguyên trong toán học nó kiểu như này này. Hay cái này chính là trong Scratch thì chính là hàm floor nhé. Hàm floor của n chia 2. Đấy. Thì sau từng ngày là đến ngày này là hết tiền rồi, sang ngày hôm sau là dừng luôn chơi. Như vậy đáp số bài này, đáp số như sau. Trường hợp này đáp số sẽ là như sau. Đáp số sẽ là cái số này này, cái số là n chia 2 này, lấy phần nguyên này cộng thêm 1. Đấy. Riêng bài này nhé, trường hợp này là trường hợp ta tính được ngay, nó rất 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 là nhanh. Đó. Như vậy tính này cũng rất là nhanh, lấy n chia 2 thôi, lấy phần nguyên thôi, thì nó là gần như là mãi n nhỏ hơn 10 mà, cho nên rất đơn giản. Như vậy với n bằng nhỏ hơn 10 thì là xong, thì chúng ta xong. Là các bạn hiểu không nào? Hiểu cái này chưa nhé? Với n nhỏ hơn 10 thì chưa kịp nhận ca su nào cả, đã chết mất rồi, đã hết tiền rồi. Đó là trường hợp 1. Chúng ta sang trường hợp 2. Chúng ta phân ra trường hợp 2. Trường hợp 2 là như sau. Trường hợp 2 là như sau. Trường hợp 2 là trường hợp là n là lớn hơn hoặc bằng 10. Và k cũng lớn hơn hoặc bằng 10. Đấy. Thì ta phân tích như sau nhé. Như vậy là n lớn hơn bằng 10. Được chưa? Thì rõ ràng là cái an là sống sót qua 5 ngày đúng không nào? Sau 5 ngày mới hết là 10 xu thôi, mà n lớn 10, nhưng mà sau 5 ngày là vẫn còn tiền. Và sau 5 ngày thì k là nhận thêm k xu nữa, an nhận thêm k xu nữa. Số xu cộng lại mà k lại lớn hơn 10 nữa. Cái số riêng số tiền k cộng vào lớn hơn 10 để đủ sống đến 5 ngày nữa. Đủ chơi 5 ngày nữa. Để cộng thêm 5 ngày nữa
5 ca nữa, như vậy số lượng suy ra cái số tiền của An sẽ tăng dần chứ không phải không hề bị giảm đi. Đấy. Vậy suy ra thì là cứ sau bài này cứ sau 5 ngày thì số tiền của An sẽ tăng lên không giảm đi. Như vậy trường này là chơi là trường này là đáp số là chơi vĩnh viễn, là chơi vĩnh viễn. Không bao giờ dừng, chơi vĩnh viễn. Và đáp số của nó, đáp số đầu ra của nó là số 0. Theo đầu bài của chúng ta là nếu mà chơi vĩnh viễn thì ra đáp số 0. Như vậy đáp số hôm là chỉ khi mà n lớn hơn bằng 10 và k lớn hơn bằng 10. Được chưa? Và trường 1 là n nhỏ hơn 10 thì luôn dừng lại này. Dừng lại nhanh trong n chia 2 ngày cộng thêm 1 nữa. Còn n lớn hơn 10 mà k lớn bằng 10 thì là vĩnh viễn. Còn trường 3 là trường hợp phức tạp nhất là n cũng lớn hơn bằng 10 nhưng mà k lại nhỏ hơn 10. Đó, cái trường này là trường hợp sẽ phức tạp nhất. Đó. Nhưng mà trường này như sau này là cứ sau 5 ngày chúng ta phân tích nhé. Cái này các bạn cùng tôi phân tích một chút, nó là vui vui thôi. Phân tích này thì dễ hiểu lắm, không có gì cả. Thì cứ sau 5 ngày nhé. Như vậy cứ sau 5 ngày thì An này sau 5 ngày thì sẽ bị mất đi là 10 xu, đúng không nào? Mất đi là 10 xu. Nên xóa này đi nhé. Xóa đây. Như vậy cứ sau 5 ngày thì mất đi 10 xu. 10 xu vì là đang mỗi ngày là 2 xu mà. Nhưng mà lại được thêm. Được thêm là k xu. K là nhỏ hơn 10, k nhỏ hơn 10. Đồ bài là k nhỏ hơn 10 mà. Như vậy là sao? Như vậy suy ra là sau 5 ngày. Sau 5 ngày thì An là mất được bao nhiêu xu? An sẽ mất đi là bao nhiêu? An sẽ là trừ 10 mà lại mà trừ 10 mà cộng k. Như vậy An mất đi là 10 trừ k xu. Hay tôi đặt m bằng là 10 trừ k với k nhỏ hơn 10 thì m là số dương. Thì sau 5 ngày thì k mất đi là 10 xu. Như vậy ta làm cái nào nhỉ? Được chưa? Thì bây giờ bài này cho làm như sau này. Phần này cho làm như sau. Bây giờ chúng ta tính xem là cứ sau 5 ngày thì mất đi 10 xu. Vậy sau bao nhiêu ngày thì số tiền còn lại là nhỏ hơn 10. Được nhé. Thì ra làm như sau. Thì bài này làm như sau nhé. Thực ra làm như sau. Thì chúng ta phân tích như này. Để chúng ta phân tích được là sau bao nhiêu ngày thì số tiền của An nó còn lại là nhỏ hơn 10. Mà nhỏ hơn 10 thì dừng lại, nhỏ hơn 10 suy ra đây. Dừng lại luôn đây rồi. Suy ra về trường hợp 1. Nếu mà số tiền còn lại mà nhỏ hơn 10 thì tức là sau n ngày nữa là sau từ ngày nữa này là phải dừng lại này. Như vậy bước đầu tiên chúng ta làm và theo hai bước là chúng ta kiểm tra xem bước 1 là sau bao nhiêu ngày thì số tiền còn lại của An là nhỏ hơn 10. Với điều kiện biết rằng là cứ sau 5 ngày thì mất là m xu. Thì ta làm như sau nhé. Thì ta làm như sau, chúng ta sẽ phân tích cái số n ban đầu. N chúng ta sẽ phân tích thành cái số là pm cộng với q, chúng ta phân tích ra này. Thì là cái sau số p đây là cái số ngày là bội của năm đấy. Cứ sau là p như 5 ngày thì cục số còn lại sẽ là q. Đây chúng ta tính như sau. Ở đây và đây là cái đây nó mà đây là phân tích ra, phân tích n là tích duy nhất của pm cộng với q. Ở đây là không nhỏ hơn được bằng q, nhỏ hơn được bằng nhỏ hơn hẳn m. Như vậy bảo đảm thì là sau cái số ngày là p nhân 5 ấy thì số tiền còn lại là q, q là nhỏ hơn m và số là nhỏ hơn 10. Được bài là k nhỏ hơn 10 mà. Là vì m là bằng 10 trừ k, như vậy là cái số này là phải nhỏ hơn 10 rồi. Như vậy sau này ta dừng lại. Được chưa? Đây giờ tính xong p tính được bằng số đây, bằng tức là n chia cho m mà lấy phần gì, lấy phần nhỏ hơn. Đây chính là floor nhé. Floor của n chia cho m. Còn cái số q là phép dư, chính là n mod 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 m. Đấy. Được chưa? Và sau đó thì như vậy bài này thì đáp số như sau này. Đáp số là như sau. Đáp số là số ngày chia được đáp số như sau nhé. Đáp số là như sau. Đáp số là như sau nhé. Đáp số là như này. Đáp số là với P sẽ là đầu tiên sẽ là 5P ngày cộng với
sau 5 p ngày thì còn lại là quy thời gian, gọi là quy tiền, mà quy quy nhỏ hơn m, nhỏ hơn 10, vậy sau khi sau đó nó sẽ bằng theo một nhé, theo một nó sẽ là lần này nó sẽ là quy chia 2 cộng 1 này. Đáp số là như thế này. Đấy, chúng ta giải đáp số nhé. Vậy bài này chúng ta như sau, chúng ta trường hợp là n nhỏ hơn 10. Đáp số là cái này. Đấy. N nhỏ hơn 10. Đáp số nó là cái này. Được chưa? Là một đáp số nhé. Trường hợp là n mà lớn hơn hoặc bằng 10 và k lớn hơn bằng 10 thì đáp số nó là 0. Còn trường hợp còn lại là n lớn hơn bằng 10, k nhỏ hơn 10, đáp số nó là cái này. Đáp số nó là cái này. Với p là bằng công thức này và q bằng công thức này. Chúng ta sẽ lấy giải sau đây nhé. Chúng ta viết đây cho nhanh này. Đây là giải 2, lấy giải. Đây là giải chính thức nhé, lấy giải tối ưu luôn đấy. Bây giờ là tính rất nhanh, không phụ thuộc vào n luôn, lấy giải nhanh nhé, lấy giải tối ưu nhanh nhé. Mẹo, dùng từ mẹo đúng hơn nhé. Là như thế này. Đây, mô tả luôn các bạn xem lấy giải của nó là như thế này nhé. Đấy. Là như sau nhé. Input này. Đây là các bạn có hiểu không? N nhé và k này. Đó. Chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta làm như sau, chúng tôi có chia làm các trường hợp thôi đúng không? Vì là if này, đầu tiên if mà n mà nhỏ hơn 10 thì tôi output luôn ra. Output luôn ra gì? Output luôn ra là gì? Output luôn ra là n chia 2 lấy phần nguyên cộng 1. Đây n phần nguyên là chữ hàm for đúng không? Rồi, tiếp theo là else. L là if lần nữa nhé. Nếu L if lần nữa, nếu mà if mà n lớn hơn hoặc bằng 10 và n và k lớn hơn bằng 10 chiều 2 đấy, thì chúng ta output ra ngoài. Chúng ta output ra ngoài là 0. Còn else. Thực ra cái này là tôi mô tả đây là cái chung. Còn khi trong scratch các bạn phải đây là một cái vòng if nữa lồng trong vòng if trên nhé. Bây giờ thì biết là chúng tổng quát thôi. If L. Mà thật ra là cái vòng lọc cái này này là cái vòng if nằm bên trong cái vòng if ở trên nhé. Đó. Rồi. Thì như sau này, đây tôi đã kéo xuống hết chỗ. Trường hợp này trường hợp là phức tạp nhất thì như sau. Chúng ta nhớ lại nhé. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta mới xong cái này đi nhé. Đấy, bây giờ viết lại này. Chúng ta làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ đặt là m bằng là 10 trừ k. Như vậy là 10 trừ k, như vậy là cứ sau 5 ngày thì là an sẽ mất đi là m su. Và chúng ta tính như sau, chúng ta tính là p. Đây, thì p chỉ bằng là lấy cái phép chia nguyên của n chia m nhá, phần nguyên, hay là bằng chính là floor của n chia m. Đấy. Còn q tính là bằng là gì? Bằng là n mod m. Và chúng ta output ra ngoài, là 5p cộng với phần nguyên của q chia 2 cộng 1. Đấy. Thì đây chính là lời giải tối ưu của bài số 4 nhé. Tôi cho nó bé lại để chúng ta hình dung. Như vậy là một cái bài cũng thực ra cũng dễ thôi, nhưng mà là đối với học sinh mà tiểu học thì thật là cũng khó nhưng không dễ. Thì lời giải của nó là như này nhé. Tôi viết quên không các bạn với cái if này phải lùi ra ngoài nhé, cho nó bằng với cái em bằng với if L nằm bằng với input này nhé. Tôi viết thuật vào hơi bị sai nhé, hay các bạn tự làm đấy nhé. Rồi, như vậy là ta xong cái bài số 4. Bây chúng ta sang cái bài số 5 là bài cuối cùng. Bạn thấy nó có phức tạp không? Nó khá phức tạp đúng không nào? Theo tôi là những bài này, tất cả các bài này đều vượt quá tiểu học hết. Mà muốn làm được thì em phải làm phải những bài này là bài yêu cầu là phải làm mẹo rồi, đã làm mẹo thì phải là luyện rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải có cái lò luyện nhưng không hay lắm. Tôi luôn là phản đối tất cả các lò luyện. Em làm phải muốn thi được, muốn đỗ được, muốn làm muốn qua được thì phải luyện. Tôi không thích chuyện đó, tức là phải luyện rồi, nhưng mà luyện mẹo không hay. Luyện để tìm lời giải hay, để tìm thuật toán, tìm cái giải chung thì ok, chứ tìm mà chỉ có mẹo để giải đúng bài đó thôi thì không nên. Rồi, chúng ta sang bài số 5, bài để cuối cùng. Bài này là bài theo tôi là bài khó nhất luôn đấy. Định nghĩa đã phức tạp rồi nhé.
Rồi cái làm như sau này, tức là trên đáp án này, với mỗi x gì chúng ta sẽ đặt, với mỗi x gì chúng ta đặt ra hai cái số là số lượng của là số quá bán và hai là số cấp dưới. Số quá bán của x gì là cái số a nhỏ nhất, bé nhất mà a nhân 2 lớn hơn bằng x gì, tức là a lớn hơn bằng là x chia 2 nhé. Đấy. Còn số cấp dưới của x là số b nhỏ nhất, à số b lớn nhất mà b bình phương nhỏ hơn x, nhỏ hơn hẳn x gì. Đấy. Như vậy là cho trước n và b thì chúng ta gọi u là tổng các số quá bán và v là tổng các số cấp dưới và tính tổng u cộng v. Đấy, đề bài là tính tổng u cộng v. Bài này chúng ta có ngay cái điều là gì? Là có ngay cái điều là đây, có ngay cái điều là đây này, này có một loạt những cái ràng buộc chứng tỏ rằng bài này cũng phải tính mẹo. Bởi như bài này là có thể tính bình thường mà có thể tính mẹo, được chưa? Đấy, thì bài này cũng là một bài như vậy, chúng ta phải suy luận. Thì bài này theo tôi là khó nhất. Bài này để mà tính bình thường thì dễ, lời giải bình thường này có thể viết ra để tính ngay từ bài này là gì. Bài này lời giải bình thường là chúng ta với mọi x gì nè, tức gì đồ bài của chúng ta là gọi u là tổng tất cả các số quá bán của các số tự nhiên nhỏ hơn n, tức là u là tổng các số quá bán của các số từ 1 đến n trừ 1. V là tổng các số cấp dưới của các số từ 1 đến n bn m trừ 1. Như vậy là cái đồ bài thế là u là một cái tổng, v là một cái tổng, chúng ta làm dùng vòng lọc chúng ta tính thôi thì chúng ta là được ngay. Như vậy là cái lời giải thì hiển nhiên là lời giải chúng ta phải có cái hai vòng lọc để tính hai cái số, tính hai cái tổng u và v, được chưa? Đó. Thì bây giờ tôi sẽ nói luôn cái lời giải luôn nhé. Tôi sẽ làm lời giải nhé. Thì trước khi đi lời giải, chúng ta sẽ cùng nhau ký hiệu một vài ký hiệu nhé. Một số ký hiệu để phân biệt các cái số đó nhé. Đầu tiên là chúng ta có ký hiệu là số quá bán. Này, chúng ta ký hiệu của bán này là y nhé. Y. Đấy. Như vậy là số quá bán y là gì? Là cái số mà gì? Là cái số mà được. Đây là số quá bán, theo định nghĩa số quá bán của y. Còn cái thứ hai nó là số cấp dưới, đúng không? Tôi ví dụ là S C D là số cấp dưới thì y là bằng cái số cấp dưới. Số cấp dưới của y. Được chưa? Và theo đề bài nhé, u gì? U đề bài là u là tổng các số quá bán từ 1 đến n trừ 1. Chính là gì? Chính là số quá bán 1 cộng với số quá bán 2 cộng liên tục cho đến số cuối cùng là số quá bán của n trừ 1. Đấy. Được chưa? Hay là chúng ta viết theo cái ngôn ngữ của toán học là tổng như này, tổng của số quá bán y, y chạy từ 1 đến n trừ 1. Đấy. Đó chính là u đấy. Đấy. Đây là theo cái yêu cầu theo cái đề nghị của bài toán nhé. Và số thứ hai là thực hiệu là số v. Số v là tổng các số cấp dưới. V đi là bằng là số cấp dưới của 1 cộng với số cấp dưới của 2 cộng vân vân cộng với số cấp dưới của m trừ 1. Đấy, hay là bằng tức là theo dụng toán học là tổng như này, tổng của số cấp dưới của y, y chạy từ 1 đến m trừ 1. Đấy. Và đầu bài cần tính cái gì? Cần phải tính là u cộng v. Được chưa? Đó. Như vậy cái bài này là bài mà chúng ta đọc đề bài là bình thường là chúng ta có thể là đưa ra ngay một cái lời giải tự nhiên dễ hiểu là chúng ta cần hai vòng lặp thôi. Vòng lặp một để tính u, vòng lặp một tính u thì vòng lặp là n trừ 1 lần. Vòng lặp thứ hai là tính v và vòng lặp là m trừ 1 lần và chúng ta sẽ sau chúng ta đưa ra kết quả là u cộng v. Để tôi viết ra lời giải một nhé. Lời một là giải dễ hiểu và ai cũng làm được. Và ai cũng làm được và nó gọi tôi gọi là dễ hiểu đi. Là lời giải một nhé. Này. Mà lời giải một thì theo đề bài của chúng ta sẽ không được ăn điểm hết, chỉ là một số điểm nào đó thôi. Lời giải một nhé. Là tự nhiên này và dễ hiểu nhé, tự nhiên và dễ hiểu. Tất nhiên là nó sẽ bị là chậm, cho nên nó không có điểm hết nhé, nó không phải là mẹo. Cái làm như sau, cái làm là chúng ta làm bình thường thôi nhé.
chúng ta cứ đấy thôi, chúng ta cứ làm theo tổng UV thôi nhé. Để cho làm là chúng ta làm được đấy. Đầu tiên chúng ta làm cái input này. Input của chúng ta là N và M đúng không? Đấy, chúng ta làm bước 1, tính U trước. Đầu tiên chúng ta tính U bằng 0 này. Chúng ta cho Y bằng bằng 1 này. Và chúng ta repeat. Repeat này để tính U đấy. Repeat là gì? Repeat là N trừ 1. Đúng không? Chúng ta tính. Chúng ta tính nhé. Tính cái hàm là tính cái số, là số quá bán của Y. Thấy chưa? Và U bằng là U cộng với số quá bán của Y. Được chưa? Sau chúng ta tăng Y lên một đơn vị, Y bằng Y cộng 1. Thì tới đây chúng ta làm là đây chúng ta đến đây chúng ta tính xong được cái U. Sau bước tiếp theo là chúng ta tính V. V1 là bài rất đơn giản. Nó chỉ khó chỗ hơi khó chỗ tính SQB này thôi. Thì bước 2 là cho tính V. V bằng 0 cũng là Y bằng 1 mà chúng ta repeat. Repeat là M chỉ một lần, chúng ta nhớ lại nhé. Và chúng ta tính cái số cấp dưới của Y. Đấy. Tính số cấp dưới Y. Sau đó chúng ta sẽ cộng dồn vào là V. V bằng V. V bằng V. V bằng V cộng với gì? Sao nhỉ? V bằng V. À, bị đang bị ấy. V bằng V cộng với là số cấp dưới của Y. Đấy. Được chưa? Và chúng ta tăng Y lên một đơn vị. Và kết thúc, chúng ta output ra ngoài. Output ra ngoài. Kết quả ra là output ra ngoài là U cộng V. Đây là cách 1 nhé. Đấy, đây là cách 1. Để tôi cho nó nhỏ lại và chúng ta sẽ để chúng ta nhìn tổng thể toàn bộ cái thuật toán này. Đấy, và chúng ta nhìn rõ chưa? Đây là toàn bộ của thuật toán cách lời giải 1 là nó dễ nhé. Được chưa? Thì bài này các bạn có thể về được thì chúng ta chỉ khó nhất là ra tính cái SQB này thôi, thì là ta viết những cái hàm riêng để tính riêng nhé. Đấy, thì cái tính như sau này, vì tôi mô tả cách tính về nó dễ. Nó cũng tính như sau nhé. Đây là tôi phóng to này, tôi nhìn tôi viết cho các bạn cách tính nhé. Cái hàm này là sẽ phải tính đây. Tính nhé. Đây. Rồi, cái tính như sau này. Cách tính cái S số có bán của Y. Chúng ta nhớ lại nhé, số có bán của Y là gì? Là chúng ta xem lại cái định nghĩa. Đây, xem lại cái định nghĩa. Chúng ta phải lên trên nhé. Số có bán của Y là định nghĩa như sau. Là cái số A bé nhất để mà a nhân 2 lớn hơn bằng m. Đây a x gì đây, nó là gì, nó là a, nó là 2a lớn hơn x gì nhé, hay là a lớn hơn x gì chia 2 mà a là số bé nhất của khối này, a luôn lớn hơn, vậy sẽ là a nó bằng gì, a nó phải bằng là cận trên của x gì chia 2. Đấy. Số bé nhất nhé, lớn nó bằng cận trên, hay là trong Scratch thì nó là cái hàm ceiling của x chia 2, đó nó là cái. Còn cái bài 2, còn cái số 2 số cấp dưới nhé, số cấp dưới là b nhân b nhỏ hơn x gì, tức là gì, là điều kiện là b bình phương và nhỏ hơn hẳn x gì. Đấy. Hay là b là nhỏ hơn hẳn là căn 2 của x gì. Đấy. Như vậy là b sẽ là số nguyên lớn nhất không vượt quá căn x gì. Nhưng mà nếu x gì mà là số bình phương ấy thì nó phải trừ đi 1 nữa, thì nó là như sau, thì chúng ta có thể đây về tính xuống dưới nhé, để tôi xuống dưới cho nó tiện, thì cứ làm như sau nhé. Đây tôi mô tả luôn dưới cho dễ. Vậy cứ làm như sau nhé. Đây này, thì cái số quá bán là như sau. Cái số quá bán của y có thể dễ dàng tính bằng công thức sau đây. Thì bằng công thức là cận trên của y chia 2. Hay là ở trong Scratch nó là hàm ceiling y chia 2. Đấy, tính ngay.
Được chưa? Còn cái cách tính thứ hai hơi phức tạp hơn một chút, cách tính nha. Cách tính của cái số cấp dưới của y thì tức là cái số b mà lớn nhất mà là b là nguyên, b là nhỏ hơn hẳn căn bằng 2 của x thì làm như sau. Thì nó là cái số sau đây nhé. Thì cái số cấp dưới của y nó sẽ bằng này, nó sẽ bằng như sau. Nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng lấy phần nguyên. Lấy phần nguyên của x thì chia 2. Của căn bằng 2 của x thì. Nhá, số lớn nhất nhé. Nếu x thì không là chính phương. Thì số nhỏ nhất rồi. Còn nếu mà x là chính phương thì căn bằng 2x là số nguyên thì nó không phải là cái này. Nếu mà x là chính phương thì nó sẽ là căn bằng 2 của x trừ đi 1. Nếu x là chính phương. Tức là x là bình phương đúng đấy. Cái này cũng dễ dàng thôi mà. Thì cái điều kiện làm là một số là chính phương thì căn bằng 2 của x là nguyên. Thì bây giờ tôi mô tả luôn thôi, ở đây cái hàm trên thì dễ rồi nhé. Tôi biết luôn cái đoạn chương trình bằng SCART để chúng ta hình dung nhé. Như vậy với cái hàm SQB thì cái hàm này thì dễ này. Còn cái chỗ này hơi khó một tí, tôi mô tả luôn cho bạn xem là cái gì nhé. Là cái này này. Đây này, là cái này này. Thì tính tôi làm này nhé, tôi làm như sau này. Đây, thì tôi sẽ viết ra một cái chương trình nhỏ nhưng mà tính cái hàm là số cấp dưới của y trên gì? Ở trên SCART nhé. Rồi như sau này. Đầu tiên tôi làm như sau nhé, để tôi tính nhé, cái hàm này. Thì tôi viết là b bằng căn bằng 2 của x gì? Của y, căn 2 của y nhé, đấy, căn 2 của y đấy, 2 của y nhé. Đấy. Thì y căn 2 của y chính là bằng gì? Chính là bằng là sqrt của y đấy. Được chưa? Sau đó là tôi kiểm tra nếu mà b là nguyên ấy. Nếu b là không nguyên thì đáp số đó chính là b, còn b là nguyên thì nó là như vậy là ít nhé, ít này. Ít b là nguyên, ít mà b mà là bằng gì, bằng floor của b. Đấy, bằng floor của b tức là b là nguyên nhất thì cái hàm s cấp dưới nó sẽ bằng là b trừ 1. Còn ngược lại l thì nó sẽ bằng chính là b. Và đây là công thức để mà tính nha, đây là công thức để tính kia thì cái số cấp dưới nó sẽ bằng b. Đây là công thức để mà tính cái số cấp dưới của y. Đấy, là đấy nhá. B là căn bằng 2 của y nhá. Đấy, như vậy ta thay bài kia chúng ta sẽ giải cái bài này theo cách đơn giản nhất, cái đơn giản nhất đó nó không đúng trong mọi test. Nó chỉ đúng trong một số test nào đó thôi mà không điểm tối đa. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cuối cùng là gần hết giờ, chúng ta phân tích cuối cùng là thế nào để tính được mẹo hay không cái bài này. Được chưa? Thì đây cái bài này theo tôi để cuối cùng, thì bài này là bài khó nhất luôn. Bây giờ chúng ta tính nhanh, liệu có thể tính nhanh được không cái hàm cho chức số n và m, có thể tính nhanh được u và v không? Chúng ta với n cần tính u, với m cần tính v, có thể tính nhanh u và v được hay không? Đấy, thì chúng ta đã làm cái bài toán phải tính mẹo. Thì cái mẹo này là hoàn toàn là toán học, mà nó theo tôi là nó rất là khó với học sinh tiểu học. Tức là ai biết được thì làm thì giải, còn biết được thì chịu. Thì nó là nó đặc thù lắm, nó không làm cái hay ho gì về mặt tư duy toán học cả. Nó như tư duy toán mẹo nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm sang bài tập chúng ta sẽ làm cách 2 là tính nhanh. Tính nhanh của chúng ta sẽ được chia làm hai cái. Một là cho chiếc n tính mẹo, tôi dùng luôn tính mẹo nhé. Tính mẹo u. U là tổng các số quá bán của từ 1 đến n trừ 1. Và cái bài số 2 là cho chiếc m tính mẹo. Tính thật nhanh đấy, tính mẹo. V có tính được không? Thì chúng ta bài này chúng ta sẽ cùng nhau làm như sau nhé. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ làm cái bước 1 là chúng ta tính mẹo u trước nhá. Chúng ta làm từng bài một nhé.
mà kết quả chỉ là cộng u và v thôi. Mà đầu tiên chúng ta tính mẹo u này, tính mẹo u thì muốn làm cái mẹo u chúng ta cần phải nhé. Thì như sau này chúng ta chú ý nhé, thì chúng ta chú ý là cái số có bán là cái số mà cái số có bán chúng ta nhớ lại là cái số đó là cái phần này, là cái ceiling, là cái hàm là cái phần nguyên lớn nhất, phần nguyên nhỏ nhất mà lớn hơn cái số y chia 2 nhé. Mình sẽ làm như sau, bây giờ chúng ta xét này, chúng ta xét n bằng lẻ trước nhé. Đầu tiên n bằng lẻ này. N là sẽ n bằng 2k cộng 1. Chúng ta xét cái dãy số được, từ dãy số được 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này cho đến gần cuối cùng là chỉ là 2k trừ 1 và 2k đây là chính là n trừ 1 nhé. Đấy. Thì dãy các số từ 1 đến n trừ 1 là cái dãy này. Bây giờ chúng ta tính cái s, cái số quá bán của nó như nào, là y là bao nhiêu nhé. Đây y này đó, cái số quá bán của một là cái số mà gì, chúng ta lấy một chia hai xong lấy làm là tròn lên thì nó chính là một, đúng không nào. Hai này đây chính là một. Ba thì nó sẽ là hai, này nó sẽ là hai. K trừ một, hai k trừ một đó chính là k, cái này chính là k. Đấy. Vậy suy ra là cái dãy thế này, cái dãy mà S quá bán nó chính là 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 và KK. Thấy không nào? Như vậy. Vậy chúng ta thấy là ở đây chúng ta lại có thể tính mẹo được. Đấy, như vậy vì chính vì cái này cho nên suy ra như sau. Suy ra là cái U này, cái U là bằng tổng của cả cái S, Q, B, Y đấy. Bằng trên bằng là 1 cộng 1 cộng 2 cộng 2 cộng cho đến là K cộng K. Đúng không? Nó sẽ bằng là 2 lần 1 cộng 2 cộng 3 cộng với k, đúng không nào? Đấy. Thì chúng ta đây là một hằng thức rồi, chúng ta lại phải nhớ. Cái này là công thức toán học, chúng ta phải nhớ cái công thức này là phải nhớ nhé. Đây. Chúng ta phải nhớ đây, cái tổng này. Đây này nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng cái này này. Nó sẽ bằng như sau. Nó sẽ bằng đây là 2 lần còn cái tổng này này nó sẽ là k nhân với k cộng 1 chia 2. Vậy cái tổng này nó sẽ bằng là k nhân với k cộng 1. Được chưa? Đó. K với k cộng 1, được chưa? Đấy. Thì đây nó sẽ bằng là k cộng 1 nhé. Mà k cộng 1 chúng ta nhớ lại là gì? Đầu bài của chúng ta là n bằng là 2k cộng 1, đúng không nào? Vậy suy ra là gì? Vậy suy ra như sau. Vậy suy ra là k bằng n chia 2 trừ 1 và k cộng 1 bằng là n chia 2 cộng 1, đúng không? Đó. K nhé, chia 2 k bằng là n trừ 1 trên 2 bằng n trừ 1 trên 2. Đấy. Đúng không? Trên 2. Còn là k cộng 1 sẽ bằng là gì? K cộng 1 sẽ bằng là n cộng 1 trên 2 thôi. Cộng n cộng 1 trên 2. Đấy, bằng này. Đấy, bằng cái này. Nhớ lại này, ta thực lại nhé. Ở đây này, đây nhé, k nhé. 2k bằng 2k bằng n trừ 1. Đúng không nào? 2k bằng n trừ 1. Vậy suy ra là k bằng n trừ 1 trên 2. Còn k cộng 1 thì bằng là n trừ 1 trên 2 cộng 1. Trên bằng cái này. Vậy cái này bằng sẵn lên này nó sẽ bằng là n trừ 1 nhân với n cộng 1 chia 2 chia 4. Vậy nó bằng như sau. Nó bằng là n bình phương trừ 1 chia 4. Đây. Như vậy trường hợp mà là n là 2 cộng 1 thì ta thấy đã có công thức rất là chẵn để tính cái u. Bây giờ chúng ta tính tiếp phần thứ hai, là trường hợp thứ hai là n là số chẵn thì như thế nào. Đây. Trường hợp 2 nhỏ là n là chẵn, n bằng giả sử n bằng 2k, tôi cho n bằng 2 cộng 2 đi, cộng 2 thì cho dễ tính, được chưa? Rồi thì dãy cần tính như sau. Dãy y nhầm, dãy y là tính này là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, đây là 2k cộng 1, đây là 2k và đây là 2k cộng 1, đây là số cuối cùng, đây là số là n trừ 1, đúng không nào? Thì ta có nhá, cái số là s quá bán của y nó sẽ bằng là 1 1
22. Đấy, tới đây là k. Tới trước đây là k, còn đây là k cộng 1. Đấy, vậy suy ra như sau. Chúng ta tách cái phần tử cùng ra với là cộng 1 nhé. Vậy ta có như sau này. Vậy trường này nhé, trường n chẵn như thế này. Thì suy ra là u sẽ bằng là tổng của s qbi. Nó sẽ bằng gì? Là 1 cộng 1 cộng 2 cộng 2 cộng cộng k cộng k cộng với k cộng 1. Đấy, nó sẽ bằng là gì? 2 lần nhân lên 1 cộng 2 cộng cộng với k và cộng với k cộng 1. Được chưa? Đó. Nó bằng như sau. Nó bằng như này, nó bằng là chỗ này, thế bây giờ chỗ này là nó chỉ là bằng k nhân k cộng 1 chia 2 nhân 2, nó bằng là k nhân với k cộng 1 mà cộng với k cộng 1. Chúng ta nhóm lại nhé, nhóm lại thì nó bằng, nó chính là k cộng 1 bình phương. Thấy không nào? Mà k cộng 1 là gì? Chúng ta nhớ lại là k cộng 1 thì bằng bao nhiêu? Đây, cái k cộng 1, cái k cộng 1 thì có phải là bằng n chia 2, thì đầu bài là n bằng 2k cộng 2, 2k cộng 2 mà. Đây đầu bài chúng ta trên này nhé. Đầu bài chúng ta là đây này, n 2k cộng 2 này, vậy k cộng 1 nó chính là bằng n chia 2. Vậy suy ra như sau. Vậy chúng ta suy ra đáp số trong trường này là gì? Là suy ra là như sau. Suy ra là cái u đó nó chính là bằng là n chia 2, là n chia 2 tất cả bình phương, vậy nó chính là bằng n bình phương chia 4. Đấy. Vậy ta có kết luận như sau nhá. Vậy chúng ta có kết luận như sau này. Hay là một cái mệnh định, một cái mệnh đề, một công thức như sau. Chúng ta có công thức sau, công thức mẹo sau đây nhé, công thức này. Công thức tính nha, công thức tường minh để tính u nhé. U bằng như sau này, u bằng như sau nhé. U sẽ bằng là, bà cho nhớ lại, u sẽ bằng là n bình phương trừ 1 trên 4 nếu là n là lẻ, và bằng là n bình phương trên 4 nếu n chẵn. Đây là một công thức hoàn toàn toán học mà nó toàn là mẹo mực, thật nó chẳng hay ho gì cả. Ai biết được thì làm mà thôi, cũng không biết được thì ta phải suy luận. Mà cái suy luận từ nãy giờ các bạn thấy sự công thức này bây giờ là nó, các bạn có thấy khó không nào? Nó vượt quá nhìn toán tiểu học rất xa rồi. Rồi nhưng mà để tính u bây giờ chúng ta tính sang tính v còn khó hơn nữa nhé. Tính u đã dễ là khó rồi, chúng ta tính mẹo v thì chúng ta như vậy u biết rồi nhé. Ta nhớ lại cái này để chúng ta làm, chúng ta đưa vào chương trình chính rất là ngắn gọn. Bây giờ chúng ta làm bước 2 là chúng ta làm bài toán 2 là tính mẹo v. Đây, chúng ta bài toán 2 là tính mẹo v. Ta nhớ lại là v là bằng gì? Bằng là số cấp dưới của y với y chạy từ 1 cho đến gì, cho đến là m trừ 1. Được chưa? Như vậy chúng ta lại phân tích như sau nhé. Bây giờ chúng ta phân tích một chút cái số mà số cấp dưới là cái gì này. Thì chúng ta thấy cũng rất là hay nhé, cũng thực ra cũng có cái hay của nó, vì mà toán học là hay nhé. Đây, chúng ta phân tích một chút nhé. Đây, chúng ta phân tích một chút nhé. Bây giờ nếu mà y, ta phân tích một chút nhé, là dãy các số nhân nó bắt đầu từ, chúng ta phân tích một chút, bắt đầu từ cái số đầu tiên, số trước là số k trừ 1 tất cả bình phương là một số nhé. Đấy. Xong tiếp theo là k cộng 1 chữa số trên số này này chỉ là k trừ 1 bình phương lại cộng 1, xong là k trừ 1 bình phương cộng 2. Ta cứ số liên tiếp từ bắt đầu từ một số trinh phương trước đến số trinh phương sau cùng là k bình phương. Đấy. Đấy, được chưa? Đây là số trinh phương ở phía trước này, số trinh phương sau này. Chúng ta kiểm tra xem là với cái số này thì cái số cấp dưới của nó là bao nhiêu. Đấy. Thấy không nào? Thì có thể tính toán như sau này. Với cái số này này, số này nhé, số này là đây là một số chính phương, thì theo định nghĩa ấy, thì cái số cấp dưới nó chính là bằng tay bằng 2 chỉ đi 1. Đây nó chính là k trừ 2. Còn chỗ này nó sẽ là k trừ 1. Chỗ này vẫn là k trừ 1. Ở đây vẫn là k trừ 1. Đấy, được chưa?
Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích nha. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là cái dãy như vậy ở đây nhé. Như vậy là chúng ta chú ý đây, chúng ta quan tâm chỗ này thôi, chỗ này là tổng các cái số cấp dưới bắt đầu từ số không phải chính phương ở phía trước đến số chính phương tiếp theo. Ở đây nhé, ở chỗ này là số chính phương phía trước này. Đây là cái số chính phương tiếp, số không phải chính phương đầu tiên tiếp sau chính phương này, được chưa? Và cái tổ ở đây thì tổng của chúng là các số cấp dưới là như nhau, là k trừ 1. Thì cái tổng này này, tổng này bao nhiêu, cái tổng này bao nhiêu? Tổng này nó sẽ là bằng k trừ 1 nhân bao nhiêu? Nhân với cái số lượng của tổng này nó chính là bằng k bình phương trừ đi k trừ bình phương. Nên đây chính là bằng k bình phương, đúng không nào? K bình phương và trừ đi k trừ 1 bình phương. Đấy. Đấy. Cái tổng này rất hay. Chúng ta có thể khai triển ra. Nó bằng bao nhiêu này? Nó bằng là đây là k trừ 1 này và nhân với bên trong này nhé. Bên trong này là k bình phương. Trong cái tổng này là k bình phương trừ đi 2k cộng 1. Đấy, thì trừ 2k nó sẽ là 2k nó tổng ra nó sẽ chính bằng là 2k còn là cộng 1 thành trừ 1 đây nó là trừ 1. Đó. Thì cái tổng này này, cái tổng các cái này nôm na là chúng ta có thể suy ra một cái tổng như sau là tổng các số cấp dưới của một cái dãy số bắt đầu từ số không chính phương đầu tiên ở phía trước đến số chính phương tiếp theo thì nó chính là bằng bằng là k trừ 1 nhân với 2k trừ 1. Và công thức này chúng ta sẽ suy ra được. Như vậy chúng ta cùng nhau làm này. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Đây là phân tích. Chúng ta tính cho m là một số bất kỳ và chúng ta sẽ cùng nhau tính nhá. Thì tính như sau này, đây chúng ta cùng nhau tính nhá. Đây. Thì bây giờ như sau này, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Chỉ khoảng một tí thôi, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một tí chỗ này sẽ ra nhưng chưa tính. Bây giờ chúng ta sẽ tính chúng ta cùng nhau tính cho trước. Cho trước m và chúng ta tính v, được chưa? Vì cho trước m chúng ta sẽ tìm ra cái số k, tìm số k mà sao cho là cái k bình phương này là số lớn nhất mà nhỏ hơn bằng m, cho sát là m, được chưa? Đấy, chúng ta tính thì khi đó chúng ta sẽ phân tích cái m nhỏ hơn bằng m trừ 1 nhé, thì chúng ta tự tính 1 trừ 1 đấy. Để ta tìm ra là số này nhé. Thì có thể tính ngay là KM này, M sẽ bằng là K sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là căn bậc 2 của M trừ 1. Đấy. Và suy ra là K sẽ bằng gì? K sẽ bằng là số nguyên lớn nhất. Đúng không? Số nguyên lớn nhất mà không vượt quá cái này. Vậy nó bằng gì? Nó sẽ bằng là căn bậc 2 của M trừ 1 lấy phần nguyên trên, tức là lấy cái hàm sin linh đấy. Đấy, các bạn. Thì sau khi mà có k rồi thì chúng ta sẽ tính tiếp như sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái chỗ này nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái chỗ này. Chỗ này hơi khó một chút, nó hơi dài, như vậy chúng ta tính nhé. Bây giờ cho trước m nhé, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ chúng ta sẽ tính được cái v nhé. V này, v chúng ta sẽ tách làm hai phần. Một là S cấp dưới của 1 cộng với S cấp dưới của 2 cộng với S cấp dưới của K bình phương. Đấy. Đây là phần các tổng từ 1 đến K bình phương. K bình phương là chỗ này này. Đấy. Còn phần tiếp theo ở trên nữa, chúng ta cộng tiếp theo nữa. Chúng ta tính sau phần trên này nhé. Để tính sau. Thì cái số này như sau. Cái phần này này. Cái phần ở trên này này, cái phần ở trên này chúng ta sẽ tách làm thành những cái phần này, cái phần trên này, phần trên này nó là như sao nhé. Cái phần trên này là cái phần tổng này, nó sẽ như này, tổng dạng là gì, nó có dạng là gì, là chúng ta tính nó là một này, một cái này chúng ta rất là hơi dài nhé, chúng ta viết là cho viết trên là một này, hai này, hàng trên nhé, là ba này, bốn này, đúng không, 5 6 7 8 9 này, cho đến cuối cùng là gì, cuối cùng là đây là k trừ 1 bình phương, chẳng là k trừ 1 bình phương cộng 1 cộng với và cùng là k bình phương. Đấy, đây là cái tổng trên. Thì tổng trên này nó sẽ như sau này, nên nó sẽ là 0 này, sẽ là 1 1 1 xong chỗ này là 2 2
2 2 2, sao lại 3 3? Ở đây chỗ này là k trừ 2, chỗ này là k trừ 1, k trừ 4, đây là k trừ 1. Rồi nó kỳ hơi, hiểu nghĩ đúng không? Dạ. Con hiểu không? Chỗ này là hơi khó nhá. Chỗ này thì các bạn là có lẽ các bạn không hiểu ngay đâu, các bạn cứ về về tính toán lại và xem lại cái lời giải của tôi nhé. Sau bây giờ tôi thì cái tổng này, chúng ta biết những cái tổng này này, chúng ta đã nhớ lại ở phần trên đấy, chúng ta đã biết là như thế này. Chúng ta ở trên chúng ta đã phân tích rồi là như thế này. Là cái tổng này này. Là cái tổng này này. Tổng này này, đó, nó bằng cái tổng này nó bằng như sau. Cái tổng này nó bằng cái này này. Cái tổng này nó là nó bằng cái này. Chúng ta nhớ lại những cái tổng này này. Là nó bằng cái này này. Nó bằng cái này, hai nó bằng cái này. Chính bằng k trừ 1 nhân với 2k trừ 1. Đây cái tổng này nhé, tôi viết lại. Tổng này nó sẽ bằng là k trừ 1 nhân với 2k trừ 1. Do đó, toàn bộ cái tổng này này, toàn bộ cái tổng này nó sẽ bằng như sau đấy. Tổng bên này chúng ta tính sau nhé, cái tổng bên này chúng ta tính sau. Còn tổng bên này cho tính trước thì nó bằng như sau. Một chiếc tổng này này nó bằng như sau này, nó sẽ bằng cái tổng này nó sẽ bằng như sau. Cái tổng này nó sẽ bằng như thế này. Nó sẽ bằng là cái tổng này này. Thuộc đó đây nhé, nó sẽ bằng là tổng của các cái số là y trừ 1. Y chạy từ 1 đến k. Đấy. Y trừ 1 và bên này là 2y trừ 1. 2y trừ 1 là đến k. Được chưa? Ta tính tổng này trước nhé, còn bên này ta tính bên bên phải cho tính sau. Khi tổng này cho tính như sau này, cái này là hơi lằng nhằng một chút nhá, chỗ này là chỗ tương đối khó. Bây giờ chúng ta tính cái tổng này trước này, ta tính tổng các số số cấp dưới từ 1 của 1 chuyến k bình phương trước, k bình phương có cái số từ k bình phương cộng 1 đến m trừ 1 chúng ta tính sau, phần này nó dễ hơn. Nha, bạn đợi tôi một chút nhé. Alo. Mình đang bận. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, chủ đề hơi khó, chủ đề thật ra chủ đề đối với tiểu học thì nó quá khó, đối với cấp 3 thì nó dễ. Còn nhớ cho tính cái tổng này này. Tổng này trước, sau chúng ta tính sang tổng bên này sau nhé. Tổng bên này sau, tính tổng này trước này. Thì tôi làm như sau này, tôi viết cái tổng đó làm như sau này. Tổng nó sẽ bằng là đây này, y này, y nhé, y trừ 1 nhân với 2 y trừ 1 nhé, y trừ 1, y ở đây là y chạy từ 1 đến k này. Đấy. Thì nó sẽ bằng như sau, nó sẽ bằng tổng này, chúng ta phân tích ra mở cái và đây là y nhân 2 y, đây là 2 y bình phương này. Đấy. Bên trong là đây này là trừ y trừ 2 y, sẽ đây là trừ 3 y này. Đấy. Và cộng 1 để cho y chạy từ 1 đến k. Đấy. Cái này chúng ta sẽ phải phân tích tiếp một chút nhé. Nó sẽ ra như sau này. Chúng ta sẽ mở nó ra như sau này. Nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ ra là như thế này. Mở ra nó sẽ ra là như sau này. Nó sẽ ra là để tôi cho xuống dưới cho nó. Đấy. Được chưa? Đấy. Chúng ta tách ra nhé. Nó sẽ bằng này. Nó sẽ bằng này. Chúng ta đây chỗ này chúng ta đưa 2 ra ngoài. Bên trong nó sẽ là 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng k bình phương. Là cái tổng này nhé. Này này. Còn bên này nó sẽ là trừ đi 3 nhân với 1 cộng 2 cộng k. Cộng 1 ở đây là chỉ là cộng k. Đấy. Bằng nó tổng này này. Được chưa? Thì cái tổng 1 cộng 2 là 1 cộng 2 cộng bình phương cộng k chúng ta nó làm một tổng cho thấy biết rồi, tổng này chúng ta phải học thuộc lòng thôi. Tổng này nó bằng gì? Tổng này nó chỉ là bằng là k nhân với k cộng 1 nhân với 2k cộng 1 chia 6. Cái tổng này này, tổng này thì bằng là k nhân với k cộng 1. Đấy, bọn chúng ta suy ra như sau. Bây chúng ta tính được như sau. Đây, xuống đây nhé. Thì suy ra như sau, thì nó sẽ bằng này. Chỗ này sẽ bằng là k nhân với k cộng 1 nhân với 2k cộng 1 chia 3. Đấy. Trừ đi. Chỗ này này là trừ đi 3 lần. Đúng không? Trừ đi 3 lần. Và đây là k nhân với k cộng 1. Và đây là cộng k. Đấy. Được chưa?
đây là trên 2 nhé, đây trên 2. Được chưa? Đó, cộng k. Thì đây là một cái tổng. Tổng này tổng rất quan trọng. Tổng này là tổng cái phần đầu của nó. Bây chúng ta tính cái phần sau. Cái phần sau là cái phần này này, cái phần sau là phần này. Phần sau là cái phần này này. Đây này, cái phần này nhé. Cái phần này là phần là phần toàn bộ tất cả các soạn này là nó đều bằng k cả nhé. Đây đều bằng k. Suy ra là nhá, nó là k cả. Tức là k hết. Cho nên cái tổng này này, tổng này nó có dạng là tổng này nó sẽ bằng là k nhân với như sau. Nhân với cái số là gì? Là nhân với cái số là m trừ đi 1 trừ đi k bình phương. Đấy, là cái này. Vì sao lại bằng này là vì bằng k hết bằng số có số hạng của nó chỉ là m, nó là tổng m bắt đầu từ k cộng 1 m đến m trừ 1 nó bằng cái này. Cái tổng sau này. Cái tổng sau là cái tổng phần đầu nhá. Phần sau là tổng từ k cộng 1 k bình phương cộng 1 cho đến là đây là m trừ 1. Cái số hạng này nó bằng tiếp theo cái chỗ này này. Nó sẽ là bắt đầu từ đây là từ k bình phương cộng 1 cho đến cuối cùng là m trừ 1. Vậy số có số hạng ở đây chỉ là m trừ 1 trừ k trừ đi k bình phương và tất cả những cái k ở đây. Và chúng ta suy ra như sau. Vậy đáp số như sau. Cuối cùng nhá, đáp số này. Đây, suy ra đáp số như sau. Đáp án này, đáp số như sau nhá. Đáp số như sau này. V bằng chỗ này bằng là k này, k cộng 1 2k cộng 1 chia 3 trừ đi 3k nhân với k cộng 1 chia 2 cộng với k ở đây, cộng với k đó là cộng thêm với k nhân với mở ngoặc là m trừ 1 trừ đi k bình phương. Đấy. Vì số k này là trừ số k này đi. Vậy đáp số ra như sau. Đáp số ra cộng sau đây bằng là k nhân với k cộng 1 2k cộng 1 chia 3 trừ đi 3 k cộng 1 chia 2 cộng với k nhân với m trừ đi k bình phương. Vì chúng ta không bỏ cái m trừ 1 này bỏ mất đi. Vậy đây chính là cái đáp số cuối cùng tính mẹo được cái v. Nhưng mà chúng ta tính được mẹo cả v cả u cả v thì sẽ lấy giải thôi nhé. Đấy, bài này là bài rất là bài sẽ ra cái lời giải 2 như sau. Với lại giải 2 như chúng ta nhé. Như này, như đây. Lời giải 2 mẹo như sau. Bài này là giải lời giải. Lời giải 2 là đúng với mọi ra được mọi đáp án nhé. Lời giải 2 như sau. Lời giải 2 tối ưu này. Rất là nhanh nhé. Đây. Input là n,m. Được chưa? Rồi, tiếp theo này, chúng ta tính này, đầu tiên tính u trước đây này. If n mà là n 1 2 mà là bằng 1 là lẻ thì chúng ta tính u bằng gì? U là bằng là n nhân với n trừ 1 tất cả chia 4. Còn ngược lại else là nếu n là chẵn thì u sẽ bằng gì? U sẽ bằng là n nhân với n chia 4. Đây đó là tính u nhé. Sau chúng ta tính tiếp v. Tính tiếp v như sau. V sẽ bằng như sau là bằng k hơi dài một tí là bằng k nhân k cộng 1 nhân với 2k cộng 1 chia 3 trừ đi 3k nhân với k cộng 1 tất cả chia 2 cộng với k nhân với m trừ đi k bình phương k nhân k. Đấy. Và chúng ta output ra ngoài là u cộng v. Đấy. Đây là giải 2 nhé, giải thứ y. Ôi giời, giải này rất là mệt mỏi đúng không nào, rất là như vậy là cái bài sau cùng là theo tôi là bài khó nhất vì chúng ta cái phần tính mẹo của uv là nó quá phức tạp. Thì tôi không hiểu các bạn có lời giải nào hay hơn không, tôi không biết, nhưng mà hay là ban giám cái người ra đề ấy, cho họ có một lời giải khác, tôi không biết, lời giải của tôi là thấy nó phức tạp quá. Thôi được, tôi cứ đưa đây để các bạn tham khảo nhé. Như vậy tới đây chúng ta sẽ dừng lại ở đây cái buổi hôm nay vì tôi chỉ việc đưa ra nó có cái việc lời giải cụ thể trên Python hoặc Scratch cũng được. Vì các bột chúng ta đang làm quen Scratch mà làm với Scratch là rất là dễ dàng. Thì các bạn làm lời giải nhé và các bạn kiểm tra xem là đúng như vậy hay không nhé.
Được rồi, và tôi đây là chúng ta dừng lại nhé, chứ chúng ta quá thời gian rồi. Tôi biết tôi phải đi bây giờ. Vậy chúng ta dừng lại ở đây nhé. Tôi sẽ lưu lại cái này mà chúng ta đưa lên mạng để chúng ta tìm hiểu cái lời giải này. Xin chào các bạn nhé.